giống như là cái bài mình đã học siêu âm 22 tuần. Thế là hôm nay mình nói mình bắt đầu với bài mà mình chưa học. Ngoài cái chuyện mà mình sẽ khảo sát về hình thái học sớm của thai, lúc mà người ta đo độ hồi da gái á, tầm khoảng 12 tuần để phát hiện sớm thì cái dị tật lớn, mà nếu mà mình phát hiện sớm thì có thể mình sẽ sự sinh tiết gây nhau hoặc là có những cái dị tật mà không cần phải gây nhau luôn, chắc chắn không giữ được. Ví dụ như là thai buồn sợ đúng không? Để đó là người ta cũng có chỉ định chấm dứt thai từ sớm, không cần chờ tới siêu âm. Hình thái học và tăng đến 12 mới làm lại được cái phát hiện. Bây giờ mình vô ở cái giai đoạn rất sớm là bữa học. Bữa hôm qua mình học cái tiến trình cái dấu hiệu khi mà người mới có thai, như là túi thai nè, dơ sắc, phôi thai và mà mổ những cái nang cũng như rốn. Thì bây giờ những bất thường ở giai đoạn đó mình cần biết cái gì, những cái dấu hiệu gợi ý cái thai này có dị tật xấu. Dị tật xấu ở đây không liên quan tới dị tật, dị tật xấu có nghĩa là nó báo hiệu là cái thai này nó có khả năng bị sảy hay là bị ngưng tiến triển ở thai tháng 11. Cái nữa là gì? Khi mà mới có thai thì có thể là bệnh nhân sẽ bị thai ngoài tử cung, đúng không? Nó không có nằm trong tử cung để có những cái hình ảnh giống như mình học. Thì lúc đó mình cần tìm dấu hiệu nào để mình biết là thai nó lạc chỗ, và cuối cùng đó là bệnh lý như mọi người. Vậy thì đối với thai thương sớm, mình tưởng là nó ít dần, nhưng mà thật ra là người ta thấy gặp rất là nhiều. À, ở cái giai đoạn sớm là có một nghiên cứu người ta thấy là tầm 20-31% là những người bình thường trước đó không hề có tiền căn bệnh lý gì vẫn có thể bị thai hư ở giai đoạn sớm. Có nhiều thai hư trước khi mà bạn đã biết là người ta có thai, đúng không? Là nhiều khi ra máu một cách hơi là lạ, người ta tới người ta thăm khám thì tất cả các xét nghiệm như là siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, tức là được lượng beta sinh được rơi máu á, gợi ý là một tình trạng có thai và bị sảy. Nhưng mà trước đó người ta thì chưa kịp đi khám thai. Mà trong tất cả các nguyên nhân, dẫn tới thai hư sớm ở tháng 11 á, thì bất thường nhiễm sắc thể chiếm gần 50% trường hợp. Và những trường hợp còn lại có thể là nhiều khi không biết được nguyên nhân, vì sao mình bị hư. Nhưng mà có một yếu tố mình cần lưu ý đó là cái tần suất mà cái thai hư sớm á, nó sẽ gia tăng nếu mà tuổi người mẹ tăng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà người ta có tiền căn đã bị hư thai rồi thì cái khả năng là bị hư nữa nó sẽ tăng hơn so với người bình thường. Đây là những cái số liệu của mẹ nhận nhiều nghiên cứu khác thôi. Vậy thì khi chẩn đoán thai hư sớm ở tầm tháng 11, cái dấu hiệu nào là chắc chắn nhất? Mình thấy là hôm qua là khi mà mình thấy phôi là mình phải coi tim, đúng không? Vậy thì khi phôi là bao nhiêu? Không thấy tim thì nó có ý nghĩa. Thấy người ta thấy nè, như là ông Lê Vi thì khi mặt cái chiều dài đầu mông từ 2-4mm là có thể có 2 ca là người ta không thấy tim, mà đó là thai bình thường. Đó là thai bình thường. Theo dõi một thời gian thì nó có tim đại, có nghĩa là cho mình thấy là khi mà mới có 2-4mm mình không thấy tim, mình cũng không được phổi, kết luận là cái thai này đã hư. Rồi, ở một cái tài liệu gần như là gala trước năm 2016-2017 đó, chị nhớ là năm khoảng 2013-2014 lúc đó soạn bài như vậy thì cái tiêu chuẩn về chiều dài đầu mông khi không thấy tim để kết luận là thai ngưng tiến triển đó là chiều dài là 5mm. Nếu mà các bạn coi là các bài cũ hay là tài liệu cũ vẫn có cái câu là khi chiều dài đầu mông 5mm còn không có tim đồng nghĩa thai ngưng tiến triển. Nhưng mà sau đó nữa người ta vẫn thấy bị đọc sổ có những ca như vậy, lúc đó bảo bệnh nhân là thai ngưng tiến triển nhưng mà vì lý do gì đó mà cái người mẹ người ta không có triệu chứng nhất thai kỳ ở cái thời điểm đó, người ta đi tái khám lại hay là người ta đi qua cơ sở khác người ta khám, sau đó người ta thấy ở cái thai này nó phát triển bình thường. Cho nên cái tiêu chuẩn về tim thai sau này
đang trao đổi nè, khi chiều dài đồng nông lớn hơn bằng 7 mm cộng không thấy tim mới kết luận là 29 cm thay vì là 5 mm như ngày trước, hiểu không? Rồi. Mình thấy ha, một cái phôi này là không có là phôi này là chiều dài đồng nông 17 mm. Và người ta đo tim thai bằng cái gì các bạn? Mốt ha, cái đường thẳng băng đúng không, để chứng tỏ là cái này nó không có tim. Mà thực tế khi mà các bạn quét ở thời gian thực á, khi mà chưa bỏ mốt vô là mình đã biết cái thai này nó không có tim rồi. Tại vì sao? Mình coi cái hoạt động tim nó chấp tắt trên màn hình, để khi mà mình không thấy nó chấp tắt mình phải dùng mốt hay là dùng đốt lên năng lượng trong những ra rất rất cần thiết để chứng minh là cái này nó không có tim ha. Còn bây giờ nếu cái phôi mà nó nhỏ, cái phôi nó nhỏ, ví dụ bạn gặp cái phôi khoảng 4 mm đi, không có tim, mình kết luận sao? Kết luận vậy. Dạ không được kết luận hay muốn tiến triển thì kết luận vậy. 4 mm nha, kết luận. Hai cái tuần, hai trong hay ngoài tử cung, cái câu đầu tiên là phải làm cho người ta là trong hay ngoài tử cung ra, hai trong tử cung đúng không? Khoảng mấy tuần? Có phôi nhỏ là mấy tuần? Gì? 6 tuần. À, hai trong tử cung khoảng 6 tuần. Còn cái thuốc sao mình viết gì viết tùy chỗ, cái chỗ mình viết là chưa thấy dấu hiệu sinh tồn. À, cái chỗ viết đó là gì? Chưa phát hiện tình hai. Chưa rõ sinh tồn. Hoặc là không giết gì luôn. Ở trên là ghi nhận là thai à, về đồng thật tự cung có túi thai, có dân sắc, có phôi, chiều dài đồng bông 4 mm, chưa thấy hoạt động tim. Ở dưới á, thì thường mà khi thấy phôi á, cái con bồ mà thực kiến hay đánh cho mình nó là một thai sống trong tự cung khoảng 6 tuần. Ở trường hợp này mình bỏ đi cái chuyện sống đi ha. Hoặc là thường á, thì tôi khi mà đó có những trường hợp á, mà tôi biết á, là cái này bởi vì nó một là do phôi nhỏ, hai là bởi vì khi mà mình ngồi cái máy chất lượng nó ẹ quá mình không thấy rõ, lần sau chắc chắn nó sẽ có phôi lại, có tim lại, thì thường thì bỏ nó được sống mà nó thay trong tử cung khoảng 6 tuần. Còn khi mà mình nhìn mà tin tưởng là cái này thật ra là nó đã ngưng rồi đó, nó đã ngưng rồi, nhưng mà mình không có bằng chứng, mình không có bằng chứng. Bằng chứng tốt nhất là cái gì? Các siêu âm trước mình không có ha, thì cộng thêm cái chữ mình chưa thấy dấu hiệu sinh tồn. Thường là các lựa sao cũng được, các bạn sẽ đề nghị siêu âm kiểm tra lại ít nhất là thường một tuần sau ha. Thì người ta còn những người mà người ta quá nôn nóng đi tái khám lại, mình hẹn năm tuần nhưng mà người ta như người ta không tới đúng tuần chẳng hạn, thì mình coi lại thì mình cần kiếm cái gì. Một cái phôi bình thường, cái phôi bình thường mỗi ngày chiều dài đồng nông nó sẽ tăng ít nhất 1 mm ha. Do đó là khi mà sai số vào 1 mm các bạn khi đo phôi thì mình nên phóng to hơn nha. Rồi mình biết là mỗi ngày nó tăng 1 mm, cho dù bệnh nhân 7 ngày sau nó không tới, mới 3 ngày nó tới, nếu mà mình đo đạt mình thấy mới khoảng 4 mm, 3 ngày nữa cũng 4 mm, nhiều khả năng là nó hư rồi. Còn nếu như nó bình thường thì khi mà nó tái khám trở lại thì mình sẽ thấy cái chiều dài đồng bông nó tăng lên. Và khi chiều dài đồng bông tăng lên, nếu nó có tim, đồng nghĩa mình sẽ thấy rõ ha. Hoặc là mình sẽ gặp bệnh nhân ở những cái túi thai mà không có phôi à, trước khi nó có phôi thì nó hư rồi. Cho nên là mình sẽ gặp nó ở những cái giai đoạn đó thì mình cũng phải biết tiêu chuẩn nào để nói được là cái thai này đã đạt được tiến triển. Hồi xưa là người ta hay dùng cho cái trường hợp này cái thai kỳ không phôi, người ta hay gọi là trứng trống. Vậy thì mình sẽ kết luận là trứng trống khi không thấy phôi, chiều dài đồng mông lớn hơn bằng 25 mm. Mình siêu âm quả nhãn anh đã xin lỗi, đường kính trung bình của thai lớn hơn bằng 25 mm với siêu âm đồng loạt nhãn anh đạo. Tức ngay lần đầu tiên các bạn gặp bệnh nhân mình không cần một cái kết quả siêu âm trước đó,
không cần kết quả siêu âm trước đó. Lần đầu tiên mình gặp người ta, mình đo, mình làm siêu âm nhã âm đạo ha, đo đường kính trung bình với thai lớn hơn bằng 25 mà bên trong mình chẳng thấy thôi, nó có ý nghĩa là cái thai đã ngưng. Thì các bạn sẽ kết luận tùy theo cái mức độ sách vở học là vậy, thì các bạn cũng sẽ kết luận tùy theo cái mức độ mà mạnh yếu của mình, đó là những cảm của mình. Nên sách viết vậy đó, tôi thấy vậy, tôi kết luận thai ngưng tiến triển. Còn có khi thì một cái câu khác của một cái chuyên gia về siêu âm sản, khi mà người ta qua đây người ta dạy thì người ta nói nguyên tắc vàng trong tăng ấn 11 đó là chờ đợi. À, chờ đợi cho người ta cơ hội và cũng cho mình cơ hội. Mặc dù có khi mình thấy lần đầu ở cái tiêu chuẩn này nè, mình thấy lần đầu mình cũng có được được, nhưng mà vẫn, các bạn vẫn thấy có nhiều bác sĩ người ta không biết hết được, mà người ta đi làm theo dõi thai ngưng tiến triển và đề nghị siêu âm kiểm tra lại một tuần sau. Tại vì một, các bạn bỏ thai ở một tuần này với một tuần sau nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, và bệnh nhân cũng có cơ hội có cái gì đó cải thiện. Tại vì y văn, mặc dù y văn ghi nhận vậy, mình nói là không không có trường hợp, nhưng mà tôi biết có ngoại lệ, đúng không? Cho nên là sắp viết vậy, các bạn đừng ngạc nhiên khi mà thỉnh thoảng mà có một kết quả của đồng nghiệp tới tay mình đo người tính của mình rất hay vậy, mà ta còn hẹn là sắp lại ha, thì mình cũng hiểu là người ta muốn coi lại cho chắc ăn hơn trước khi quyết định là bỏ thai. Còn khi mà mình hơi hơn, mình bệnh nhân tới khám với mình có một cái siêu âm trước đó, thì mình sẽ dễ dàng kết luận là thai ngưng tiến triển. Khi nếu mà trước đó người ta siêu âm thấy có túi thai bên trong có danh sách mà lớn hơn bằng 11 ngày sau, mình không thấy thôi à, hoặc là trước đó người ta đã siêu âm thấy túi thai nhưng mà chưa thấy danh sách, chưa thấy thôi, thì hơn 2 tuần sau mình siêu âm lại vẫn chưa thấy thôi, thì lúc đó là mình rất là yên tâm, mình kết luận là trứng trống à. Cái này thì khi các bạn cần nhớ con số 11 với 12 ngày, à với 2 tuần. Còn khi đi làm các bạn nhớ gọn 14 ngày là đủ rồi à, 14 ngày. Rồi, đây là những cái tiêu chuẩn chắc chắn vừa mới để chẩn đoán là cái thai ngưng tiến triển, vừa mới nói tóm tắt lại thôi ha. Chiều dài đầu mông lớn hơn bằng 7 mm, không có tim. Đường kính trung bình của thai lớn hơn bằng 25 mm, không thấy phôi, hoặc là không thấy phôi sống xuất hiện sau lớn hơn bằng 11 ngày mà trước đó đã thấy túi thai cộng danh sách, hoặc không thấy phôi thai sống xuất hiện sau lớn hơn bằng 14 ngày mà trước đó đã thấy được túi thai chưa có danh sách. Rất là ngắn ha, mấy cái này phải học thuộc. Thì từ những cái tiêu chuẩn chắc chắn đó, từ những cái tiêu chuẩn chắc chắn đó thì người ta đẻ cho mình vài cái tiêu chuẩn nghi ngờ dựa trên những cái tiêu chuẩn hồi nãy, nhưng mà nó chưa đạt chuẩn thôi. Ví dụ mình thấy một cái phôi chiều dài đầu mông nhỏ hơn 7 mm mà chưa thấy tim, là biết là một dấu hiệu nghi ngờ. Thường là mình ta biết là mình hẹn bệnh nhân tái khám sớm lại à, cái này thường là hẹn một tuần sau. Rồi đường kính trung bình của thai như đây, hoặc là những cái này cũng y như vậy thôi, nhưng mà cái ngày nó bị ngắn lại, nó chưa đạt chuẩn để mà mình kết luận là thai ngưng, nhưng mà nó cũng là bất thường để mình biết ở con chừng cái thai này nó ngưng, thì mình hẹn người ta tái khám lại cho đủ cái thời gian mà mình nói là đủ tiêu chuẩn để mình kết luận. Rồi một cái dấu hiệu khác để báo hiệu là thai này có dự mọc xấu và rất là xấu, đó là túi thai nhỏ. Khi nào mình kết luận túi thai nhỏ là khi đường kính trung bình của thai mà trừ đi chiều dài đầu mông nhỏ hơn 5 mm, cái đó mình phải kết luận túi thai nhỏ. Hồi nãy hồi qua có nói ha, khi mà siêu âm thai mà mình thấy phôi á là mình không có đo đường kính túi thai nữa, đúng không? Tại vì lúc này mình chỉ đo chiều dài đầu mông của phôi để mình tính cái túi thai thôi. Nhưng mà có những trường hợp các bạn quét lên là các bạn thấy các bạn sẽ phải đo cái đường kính trung bình túi thai để mình coi nó đạt chuẩn túi thai nhỏ hay không. Ví dụ như trong trường hợp này, cái phôi nó đo ra như đây, ha, 14 mm chiều dài đầu mông, và mình thấy cái khoanh dịch quanh nó nhỏ xíu à, mình có ấn tượng liền là coi chừng nó là túi thai nhỏ. Và trong các dấu hiệu mà dự mọc xấu, túi thai nhỏ nó có giá trị
cũng cái ca này 2 tuần sau người ta siêu âm lại, cái lần đầu là phôi 14 mm có tim ha, 2 tuần sau siêu âm lại vẫn là 14 mm và không tim. Mà các bạn để ý á, cái hình cái phôi á, là sao tôi nói là khi mà mình nhìn cái phôi á, mình có cảm giác là mình biết là mình nghi nghi á, nó có bất thường liền. Mà nhìn cái phôi là mình thấy nó sao, giống như nhìn đứa bé mập mập đúng không, nhìn nó mập mập và nó đều đặn. Còn khi mà cũng như vậy là mong vậy thôi, mình thấy cái này nó sao đẹp tốt, nhìn cái phản âm của cái phôi nó không có đồng nhất và nó có vẻ giống như là mình phải rất là chú ý mình mới thấy được, mình mới lo được. Những cái trường hợp này mà các bạn làm nhiều và để ý thì các bạn thấy là mặc dù chỉ chiều dài đầu mông đó ha, mà có khi người ta biết là người ta lần sau nó theo dõi được, theo dõi lại nó bình thường cũng vậy đó, mà lần sau chắc chắn là nó ngưng, nhưng mà vì nguyên tắc thôi người ta phải theo dõi. Rồi một cái dấu hiệu nữa là bất thường của dân sắc. Hôm qua mình học ha, dân sắc bình thường là nó là một cái vòng bên trong với phản âm trống thành mỏng đều, thành mỏng đều, đường kính tối đa của nó là từ 5-6 mm khi chiều dài đầu mông 30-45 mm. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ một cái phôi, một cái thứ hai chưa có phôi mà các bạn đo đường kính dân sắc là 6 mm, các bạn thấy nó lớn không? Nó đã lớn. À, vậy thì những cái dấu hiệu bất thường của dân sắc nó bao gồm: một, dân sắc lớn, mà đối với những cái thứ hai không phôi người ta lấy chuẩn là 6 mm trở lên. À, hoặc là dân sắc mất méo, dân sắc mất méo, hoặc là cái thành của dân sắc dày không đều, đóng phôi. Tất cả những cái dấu hiệu đó đều gợi ý đến một cái dân sắc bất thường. Nhưng mà dân sắc bất thường á, giống như trường hợp này, nó bất thường chỗ nào? Nó to, ha, nó to và có vẻ không căng. Trường hợp này đóng phôi, đóng phôi tới nỗi chẳng thấy cái thành ở đâu hết. À, thì hai cái này á, nó không có cái dân sắc bất thường, nó chỉ có ý nghĩa dự phòng xấu thôi. Có nghĩa là người ta cần theo dõi sát hơn, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái dấu hiệu của thai nhỏ. À, không. Còn những cái dấu hiệu mà 3-4 dấu hiệu lần đầu tiên là những dấu hiệu chắc chắn. Các bạn phải phân biệt cái nào là nó có ý nghĩa theo mức độ không. Rồi, cái nữa là túi ối trong. Túi ối trong này còn ghê hơn. Bình thường mình học cái gì? Tiến trình bình thường nó như thế nào? Các bạn thấy túi ối trước hay là thấy phôi trước rồi mới sáng ngắt, dễ sợ? À, mình thấy cái gì trước? Mình thấy phôi trước. Rồi sau đó khi mà phôi lớn hơn, chiều dài đầu mông tầm khoảng 5-7 mm, mình mới bắt đầu thấy túi ối. Đó là bình thường. Còn bây giờ các bạn thấy cái túi ối mà các bạn chẳng thấy phôi trong đó, người ta gọi đây là dấu hiệu túi ối trống. Túi ối trống đó là mình phải theo dõi lại ha, theo dõi lại coi nó có đạt được những cái tiêu chuẩn bắt buộc như lúc trước hay không. Thì cái nguyên nhân của túi ối trống thì người ta giải thích là có thể là đã từng có phôi và nó ngưng tiến triển là đó nó tiền biến đi và dẫn để lại túi ối nhà mình lại ha. Nhưng mà trong cái chuyện mình kết luận túi ối trống, khi mà cái túi ối kích thước gần tương đương với cái dân sắc hôm qua nói rồi, là mình được kết luận túi ối trống đây là dấu hiệu bóng đôi. Một số ít trường hợp bình thường mình thấy dấu hiệu bóng đôi, mà khi mà các bạn muốn đọc dấu hiệu bóng đôi mình sẽ phải coi lại cái túi ối đường kính nó phải gần tương đương với dân sắc mình mới chơi là bóng đôi, chứ không thể nào do sắc 4 mm cái túi ối nó 10 mm thì kêu dấu hiệu bóng đôi được, hiểu không? Nhịp tim thai chậm, nhịp tim thai chậm hôm qua nhắc rồi, nhịp tim thai nó thay đổi tùy theo tuổi thai, tùy theo tuổi thai, nhưng mà cái con số có ý nghĩa bất kể tuổi thai nào đó là khi mà nhịp tim dưới 90 lần trên phút. Rồi, dấu khác nhẹ nhàng hơn đó là máu tụ của màng đệm, mình hay kêu là bọc tắc
trên siêu âm á, trên siêu âm thì cái khối máu tụ nó sẽ có cái độ phản âm nó thay đổi tùy theo cái tuổi của cái khối này. Ở giai đoạn cấp mình có thể thấy nó hoàn toàn phản âm dày, và tới giai đoạn mạn thì là phản âm trống. Nhưng mà thường á là mình sẽ thấy nó phản âm kém như thế này hoặc là phản âm lợn cợn dày ha. Thì đối với cái máu tụ dưới lòng đệm thì cái yếu tố tiên lượng nặng á, đó là cái diện tích của cái khối máu tụ nó là bao nhiêu so với cái túi thai. Ví dụ như trường hợp này các bạn đào là máu tụ dưới lòng đệm bao nhiêu phần trăm? Đọc yêu đến 20 mg. Thường mình thấy người ta ít khi nào đo, người ta nay ước lượng bằng mắt thì ước lượng bằng cách nào, giống như là người ta lấy toàn bộ chu vi của túi thai và cái khoảng này nó là bao nhiêu so với nguyên cái vòng tròn này nè, người ta nói bao nhiêu phần trăm. Cho nên là cái này nó cũng hơi thay đổi, có người đọc 5%, có người đọc 10%, nhưng mà tự đọc tới 20% thấy nó vô lý đúng không? Rồi còn cái này, cái này ép nhất phải là 50% đúng không? Mình thấy là từ đây nè tới đây nè, trong khi cái dòng túi thai nó là bao nhiêu đây, thấy nó đi được phân nửa rồi đúng không? Cái hình này mà đọc 50% thì vô lý quá. Mình có thương bệnh nhân mình giảm lại mình cũng giảm có 40% thôi, chứ không thể nào mà còn xuống hơn 50% được ha. Thì cái khả năng mà mình sẽ sót
những cái thai mà tử cung ở ca đó càng nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái lần nào có biết cơ nhu phôi là cái thứ nhất, mình thấy cái túi thai trong lòng tử cung là mình yên tâm thở phào rồi, ai nghe nó có một cái đau nằm ngoài nữa. À, lúc đó tại vì mình không có chú ý tìm nên mình không thấy. Đã tới đó chín mười tuần rồi mới thấy, còn nó vỡ tét tét rồi mới thấy. Rồi một cái biến tố nguy cơ khác thì các bạn có thể tự suy diễn, đó là những cái nguyên nhân cản trở cái chuyện di chuyển của hoàng tử từ vòi trứng vào lòng tử cung, thì nó sẽ là yếu tố nguy cơ của thai mạch tử cung. Ví dụ bản thân tại vòi trứng có cái gì là yếu tố nguy cơ? Tiền sử phẫu thuật vòi trứng, đúng không? Những cái nguyên nhân gì gây dính vòi trứng như là lạc nội mạc, như là viêm dính vùng chậu nè, à, thì đó là những cái nguyên nhân có thể dẫn tới thai mạch tử cung. Hoặc là cái nữa, đặt vòng, đúng không? Đặt vòng trong lòng tử cung cũng là một cái nguyên nhân có thể dẫn tới thai đặt chỗ. À, mình thấy ha, vòi trứng bình thường nó sẽ có bốn đoạn, thì trong đó cái đoạn mà có tần suất nhiều nhất á, đó là động bông, động bông, và cái tần suất ít nhất là động kẽ. Động kẽ là cái động vòi trứng nó cấm vào sừng tử cung, là cái chỗ hẹp nhất của vòi trứng. Rồi nếu mà nó không làm tổ vòi trứng, nó có thể làm tổ ở cái vết mổ lấy thai cũ. Cái vết mổ lấy thai cũ á, thực ra là cái thai nó vẫn nằm trong lòng tử cung các bạn, nó vẫn cắm vào bề mặt tử cung. Nhưng mà vì sao người ta xếp nó vô thai ngoài tử cung? Bởi vì chỗ đó cơ nó đã mỏng là thứ nhất, cái thứ hai là nó yếu tăng, cho nên là khi mà cái thai mà bám vào cái vết mổ cũ, rất nhiều khả năng là nó sẽ dẫn tới giao cài đông được sớm, giao cài đông được sớm, và người ta không có dưỡng nó được tới lúc sinh ra, cho nên là người ta xử trí nó giống thai ngoài tử cung. Chỉ có một số ít trường hợp là bệnh nhân quá tha thiết có con, người ta rất là mong muốn ở cái thai kỳ này, và người ta chấp nhận cái nguy cơ mất tử cung. Mất tử cung nếu bệnh nhân cài đặt đường nặng, các bạn không bóc nhau được, các bạn cắt bỏ tử cung này, thì những người đó người ta vẫn để lại theo dõi cho tới cái thời điểm mà lấy thai an toàn, lấy thai an toàn. Chứ mà hệ còn người bình thường mà hệ thai bám vết mổ cũ là điều trị luôn giống như thai ngoài. Rồi ngoài ra nó còn có thể ở đâu? Có thể ở trên cổ tử cung ha, hoặc là trong mổ bụng, hoặc là ở vùng trứng. Thì trở lại cái chuyện mà thai đoạn kẽ, mình biết cái đoạn kẽ là cái đoạn mà nó hẹp nhất của vòi trứng, nhưng mà ngặt cái á là khi mà cái thai mà nó cắm ở đây thì thường nó vỡ muộn á, và khi mà nó vỡ thì nó sẽ xuất huyết rất là nhiều, có khi cứu không kịp nhưng tử vong. Mình biết đó là nó tới đó thì mình biết bộ phận của mình là gì đó, mình không được sót thai đồng kẻ, đúng không? Vừa thai trong vừa thai ngoài, ngày xưa nó có một cái cuốn sách đó, biết luôn cái câu mà giống như là cái ý chìa khóa để các bạn nhớ. Khi cái thai trong tử cung có thể loại thai ngoài tử cung, có cái câu đó. Bởi vì người ta đưa ra một cái tần suất vừa thai trong vừa thai ngoài rất là nhỏ, 1/21,000 cho tới 1/30,000. Nhưng mà bây giờ cái câu đó không đúng nữa. Bây giờ nó không đúng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ thai hỗn hợp gặp từ 1-3% ở những người IVF, và hiện nay IVF tăng rất nhiều, đúng không? Thụ tinh nhân tạo tăng rất nhiều, cho nên cái câu mà vừa thấy thai trong có thể loại thai ngoài, chuyện nó bỏ đi. Có đọc lại những sách cũ thấy câu đó thì mình cũng biết là người ta không có xài nữa. Một cái thông tin khác rất là quan trọng trong thai kỳ, và mình cũng xài nó rất là nhiều, mặc dù mình không phải nhà lâm sàng nhưng mà mình xài nó rất là nhiều để hướng dẫn cho mình khi mà mình tìm thai ngoài tử cung, đó là nồng độ beta hCre máu. Thì thật ra cái beta hCre, chữ hCre
thì nó là một cái chất vừa có cái chuỗi alpha và chuỗi beta. Nhưng mà tại sao mà khi mà mình nói mình đang nghi có thai, mình cứ đòi định lượng beta thôi chứ mình không có nói là định lượng HCL nóng? Các bạn hiểu chỗ này không? Bởi vì cái chuỗi alpha nó không có đặc hiệu và nó gần là thành phần chính của những cái học môn khác, cho nên để đặc hiệu cho thai kỳ là cái chuỗi beta. Cho đó là nếu mà người ta đang quan tâm những cái gì liên quan tới thai thì người ta coi beta HCG, chứ không phải là người ta, các bạn nào biết mà HCG không là sai à. Thì beta HCG nó sẽ sản xuất, nó được sản xuất từ ngày thứ 8 sau khi mà cái thai đó, cái hoại tử nó hình thành và nồng độ nó tăng trong máu, tăng máu ở mức bình thường là khoảng 1,7 lần trên 24 giờ. Và cái xét nghiệm mà các bạn hay dùng á, Quistit, đúng không? Quistit là thử đâu thử máu à? Thử máu à? Nữ biết là nam cũng biết nữa. Mình thử trong nước tiểu thì cái xét nghiệm đó nó chỉ dương tính khi mà nồng độ beta HCG trong nước tiểu nó đạt tới từ lớn hơn bằng 1000, lớn hơn bằng 1000 đơn vị trên lít. Đó, cái này là những cái chiếc xa ra đó, UE. Và sau phải 14, cho là 10 tới 14 ngày sau khi thụ thai thì cái nồng độ đó trong nước tiểu mới đạt được. Cho nên là các bạn thử quen, có thể âm tính trong những cái trường hợp người ta HCG chưa đạt, đúng không? Người ta HCG chưa đạt, chứ không phải đổ ra UE nhỏ. Đó là một cái trường hợp bệnh nhân tới thai với mình, quay âm mà mình siêu âm mình thấy thai nhỏ, hợp lý, không có gì hết, không có quay qua nó là quay nhỏ ha. Nhưng mà có một trường hợp rất thường gặp là quay hay âm khi mà thai nó lớn ha. Vô bệnh nhân thai với mình là tự quay âm tính, máy quay cũng âm tính á, mình siêu âm lên tới đo đồng hồ da gái này, đúng không? Các bạn có ai gặp trường hợp đó không? Nhưng mà trở lại thì beta cái Quistit á đôi khi nó cũng dương tính giả, như là trong những trường hợp tiểu đại tiểu máu hoặc là có những cái khối u buồng trứng hoặc tăng tiết beta HCG thì lúc đó đi thử quen cũng tưởng mình có thai ha. Hoặc là khi dùng những cái thuốc mà nó có thể biến đổi chất gì đó trong nước tiểu mà khi tự nhiên đi thử quen cũng có thai hay vậy. Rồi, đó là cái thai bình thường. Thai bình thường thì beta HCG nó sẽ có cái diễn tiến như vậy. Nhưng mà trong cái thai ngoài tử cung á, thai ngoài tử cung nó có bình thường đúng không các bạn? Các bạn tưởng tượng khi nó nằm làm chỗ thì nó có phát triển bình thường như là mình học không? Tăng chiều dài đầu mông mỗi 1 mm mỗi ngày không? Không, nó đã phát triển bất thường. Và cái thường gặp của thai ngoài tử cung là cái túi thai trống. Thường gặp của thai ngoài tử cung là cái túi thai trống, cho nên cái khả năng sản xuất beta HCG nó sẽ thấp hơn so với bình thường. Do đó nếu mà cái người thai ngoài tử cung á mà dùng cái Quistit để mà thử que thì nó dương tính chỉ tầm khoảng 50% trường hợp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những người sẽ đi khám với các bạn vì trễ kinh và que âm, làm cho mình một cái cung quả mù cho mình nói que âm, mình nó không liên quan gì tới thai hết, đúng không? Đó là mình lại bỏ sót. Rồi, còn nếu người ta xét nghiệm beta HCG máu thì nó sẽ nhảy lên, nhưng mà cái nồng độ beta HCG của thai ngoài tử cung nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn cái thai trong tử cung ở cùng tuổi. Rồi, đây là cái nồng độ của beta HCG ha của thai trong tử cung theo tuổi thai. Mình có học phụ, mình học tử cung là không có phụ. Và trong thai ngoài tử cung á, thành ra mình sẽ như nói nãy các bạn có học phụ nói là beta nó nhiều đối với thai bình thường không? Không phụ được. Rồi, làm sao mà mình biết là cái thai ngoài tử cung này á, nó là tuổi thai bao nhiêu để mình so với cái đứa bình thường không? Có biết đâu. Nếu mà dựa vào nhà kim chót chừng nào mà bệnh nhân mà khai là em đúng ngày đó 28 ngày và khám có em làm việc có một lần thôi, đúng không? Là
chứ mình đã mình thay này chung gió không xài được à, mình định được mình xác định cái tuổi thai thường mình dựa vào gì chỉ số của siêu âm. Bây giờ chỉ số siêu âm bất thường luôn, làm sao biết nó mấy tuổi đâu mà so với cái tuổi thai bình thường là nó thấp hay là nó cao hơn, đúng không? Cho nên là người ta sẽ không có so cái đó, mà người ta sẽ so cái gì, cái diễn tiến à, cái diễn tiến của beta hCG theo thời gian. Cái đó là sao để nói, hoặc là có một cái mà người ta gọi là cái vùng phân biệt của beta hCG, có nghĩa là nếu mà các bạn cầm trên tay được cái xét nghiệm định lượng beta hCG trước, các bạn thấy là nồng độ trên 1000, còn là mình làm cái đầu dò ngã âm đạo cái tần số mà bét nhất là 5 MHz là mình phải cố tìm cho được thai ngoài tử cung nếu như mình không có nằm trong tử cung, hiểu không? Còn nếu như lần đầu tiên nó cầm cho mình một cái xét nghiệm chưa đạt 1000, mình không thấy thai trong tử cung thì thường là hẹn khảo sát lại 24 giờ sau cùng lúc siêu âm, người ta sẽ cho làm cái gì, định lượng lại beta hCG. Nếu là cái thai bình thường thì beta hCG nó sẽ tăng gấp đôi trong vòng 48 giờ, không phải 24 giờ, 2 ngày, 48 giờ. Còn nếu nó là thai ngoài tử cung, bởi vì nó tiết beta hCG thấp hơn thai bình thường mà, cho nên nếu nó tăng thì nó cũng tăng dưới 60% trong 48 giờ. Đó là người ta khi mà mình làm mình ngồi quét mình tìm cũng ra đó, mà mình có sẵn người ta mình cũng biết mình xài như thế nào. Còn về mặt lâm sàng, mình khai thác bệnh nhân để mình có ý tưởng mà đi tìm thì nhớ lại dùng ha, ba cái triệu chứng lâm sàng mà điển hình của thai ngoài tử cung đó là đau bụng nè, xuất huyết âm đạo và khối cạnh tử cung đau, đó là về lâm sàng điển hình. Tuy nhiên gặp chưa được 50% trường hợp. À, có những bệnh nhân người ta tới khám với mình là người ta chưa có trễ kinh luôn, người ta chưa trễ kinh nhưng mà người ta đi khám thai, người ta cũng hơn đó, chưa trễ kinh nhưng mà người ta đi khám thai, đó các bạn vì sao người ta đi khám thai? Đó. Tới nó khám thai, siêu âm kiếm thai, hỏi trễ kinh mấy ngày, chưa trễ, còn 3 ngày nữa mới tới. Thì các bạn có tò mò hỏi vậy sao biết có thai không? Hả? Đa phần á, là đương nhiên là hỏi chứ, tò mò quá phải hỏi chứ. Thì câu trả lời mà tôi thu nhận được từ đó tới giờ đa phần là kinh nghiệm của các bệnh nhân. Người ta nói á, tự nhiên mấy ngày nay người em nó trướng lên, nó đau giống như là lần trước em có bầu vậy. Hoặc là cái vùng chậu của em, cái vùng chậu của em hay là cái mặt thì là nó rất là khó chịu, đi chen đẻ trước em có bầu, có là người ta có những cái phản ứng gì đó giống cái lần có thai trước và người ta nghĩ là người ta có thai, nên mặc dù chưa tới ngày trễ kinh nhưng mà người ta đi khám thai. Nhưng mà cái đó thì cũng tốt, người ta đi khám thai mình sẽ tìm thai, đúng không? Mình sẽ tìm thai thì mình không có sót. Rồi có những trường hợp bệnh nhân tới khám với mình á vì rong kinh, vì rong kinh. Đố các bạn nó rớt vô trường hợp nào trên các bạn? Không có trường hợp. Nó rớt vô cái trường hợp là cái huyết âm đạo tức là ra máu á, ra máu trùng vào cái ngày nó có kinh. À, hoặc là trong cái giới hạn mà nó chấp nhận được là cái ngày đó ra máu là có kinh. Ví dụ kinh người ta không đều thì người ta dôi ra trong vòng tuần á, thì khi mà chảy máu người ta chỉ chắc có kinh rồi, đúng không? Và chắc có kinh rồi thì đi khám làm gì, không phải ai có kinh cũng đi khám. Nhưng mà cái này nó có bệnh cho nên là đương nhiên cái chuyện ra huyết nó sẽ không có dừng lại, nó cứ kéo dài, cho nên nó đi khám với mình thì rong kinh ha. Và trường hợp này rất là ghê, rất là dễ bỏ sót, rong kinh mà đương nhiên là nó cũng đâu có thử que đâu, nó đâu có ấn tượng, nó không có ấn tượng về cái chuyện là có thai mà mình lại càng dễ sót. Vậy thôi. Vậy thì tóm lại là các bạn cần tìm thai ngoài tử cung ở đối tượng nào? Ở đối tượng nào? Ở cái chỗ nào mà vẫn còn có khả năng
thai ngoài á, đa phần nó sẽ ở bồi trứng, đúng không? Cho nên là trên cái đó là trên cái đường của mình đi, sau khi mình quét tử cung xong, mình kéo đầu dò ngang qua để mình kiếm bồi trứng, đó là cái đường của mình đi. À, cho nên nếu mà cái thai là bự mình thấy, ha, thai là bự thấy rồi nó quá nhỏ thì thôi bỏ tay rồi, nếu mà không chủ đích đi tìm thì không thấy. Rồi. Nói lăn quanh về lăn sàn ha, là mình còn phải cảnh giác thai ngoài tử cung ở tất cả các đối tượng phụ nữ, nhân đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Cái thứ hai là gì? Mình có thể dựa vào beta HCG để gợi ý cho mình, để gợi ý cho mình. Một là ở thai bình thường beta HCG nó sẽ tăng gấp đôi trong vòng 48 giờ, thai ngoài tử cung thì nó tăng dưới 60% trong vòng 48 giờ. À, khi mà mình cần một cái định lượng beta HCG lớn hơn 1000 phải rất cẩn thận đi tìm nếu như mà mình không thấy thai trong tử cung. Và cái trường hợp không thấy thì kiếm lại rồi không thấy. Thật ra cái một cái nó xác định hơn đó là 2000. Đó là 2000, nhưng mà để vậy thì bỏ sót cái thằng ở dưới nhiều quá. Cho nên đa phần các cơ sở người ta vẫn dùng 1000. À, các bạn siêu âm không thấy thai định lượng ra beta HCG một lớn hơn 1000 thì các bạn biết là các bạn có chuyện gì sắp xảy ra rồi, bệnh nhân nó quay trở lại ha, vậy đề nghị siêu âm lại, đề nghị siêu âm lại kiếm lại coi có thai ngoài tử cung hay không. Nếu mà bà đương nhiên cái người mà siêu âm lại là không phải mình, là chắc cấp cao hơn mình á, cao hơn mình. Nếu mà vẫn kiếm không ra cho đi về hẹn 48 giờ sau khám lại ha. Còn đồng thời dẫn thò câu nó thế nào ra quyết nhé như liền, đúng không? Thế thì nãy giờ chưa đá động gì tới cái phần hình ảnh hết. Mình đang học bài siêu âm cho nên mình sẽ nói là siêu âm có phương tiện, là một cái phương tiện rất có giá trị trong chẩn đoán thai ngoài tử cung, đúng không các bạn? Có phải là vì mình đang học bài siêu âm nên mình nói vậy không? Không mà nha, thực chất nó là như vậy, thực chất nó là như vậy, cho nên mà sót đó là lỗi của siêu âm rất là nặng, chứ không phải là bởi vì mình học đang học siêu âm thì mình nhấn mạnh vậy. Anh nhiệm vụ của siêu âm trong trường hợp này là làm cái gì? Một là mình xác định có thai trong tử cung hay không, còn nếu mà không có thai trong tử cung thì tìm cho nó thai ngoài tử cung hay không, và vị trí của cái thai ngoài đó là ở đâu. Cái phần này hôm qua có nói rồi, đó là khi mà mình thấy một cái túi nhỏ nhỏ nằm trong lòng tử cung ở giai đoạn sớm thì có thể là cái túi thai thật trong trường hợp thai trong tử cung giai đoạn sớm, và cũng có thể là gì, túi thai giả trong thai ngoài tử cung. Thì nhắc lại ha, tiêu chí để nhận ra túi thai thật đó là gì, nó nằm gần tâm, bởi vì nó nằm vào nội mạc của một thành, nó nằm gần tâm một bên, và bởi vì nó nằm gần trong một bên cho nên cái đường giữa nội mạc, hay là còn gọi chung là cái đường mà mình hay gọi là lông tử cung á, vẫn thấy và hình dạng của nó không thay đổi khi mà mình xoay cái hướng cắt. Trong khi túi thai giả nó sẽ nằm ngay chính giữa, nằm ở trung tâm tử cung, rồi có thể thay đổi hình dạng theo hướng cắt. Hoặc là mình xui hơn nữa, mình cũng gặp một cái túi thai giả, cái túi thai giả nhưng mà nó không phải là ứ dịch tử cung rõ như là hai cái hình này. Hai hình này thì quá đơn giản rồi. Mình gặp một cái hình này ha, cái hình này giống cái thai thật, giống cái thai thật đúng không? Tại vì đây giờ giả biết tâm ở đâu, nó nằm chẳng biết tâm nó nằm ở đâu đó. Mà các bạn xoay tới xoay lui á, nó đều không thay đổi hình dạng, nó làm cái nang thôi. Vậy thì người ta nhận diện ra nó, mình nghi nó có thai về là có thai giả nhờ vào cái gì. Qua mình học cái thai thật là gì, cốt trúc phản âm trống thành sao, thành dày và phản âm dày. Ở đây người ta thấy là cái thành nó mỏng, đang mỏng hơn so với túi thai bình thường, so với túi thai bình thường. Cho nên là người ta có nghi đây là một cái túi thai giả, thành nó mỏng là do cái phản ứng mặt bụng nó kém á.
dấu hiệu gì? Ở bên đây nó không có, là túi thai giả không có, còn ở đây là dấu hiệu gì? Mới học ngày hôm qua thôi. Dấu hiệu gì? Dấu hiệu túi thai kém, đúng không? Nè, dày nè, kém nè, dày nè. À, dấu hiệu túi thai kém. Dấu hiệu túi thai kém là nằm trong túi thai thật. Còn túi thai giả, cho nên là nó không có dấu hiệu túi thai kém. Ai làm chỗ nó rồi. Những cái dấu hiệu cũng giúp cho mình gợi ý thêm. Ví dụ như mà mình thấy dịch ở bụng, đặc biệt là dịch máu, đặc biệt là dịch máu ha, ở vùng chậu, ở rãnh môi, rãnh gan thận, rãnh các đắp thận, dòng đại tràng gì đó vân vân. Khi mà bệnh nhân mình thấy nó đi khám, đang đi thai ngoài à, chưa có kịp kiếm cái khối thai nó nằm đâu, tự thấy dịch ở vùng đầu sau mà nó đâu còn nghĩ dịch máu ha, đưa đầu dò lên ở bụng thấy dịch tràn ở bụng rồi không chịu cái thai ngoài mở. Thế đó phải rất là cẩn thận để đi kiếm lại. Rồi siêu âm, bây giờ siêu âm thấy gì ở thai ngoại tử cung? Cái dấu hiệu có độ đặc hiệu 100% dẫn báo tương rất là hùng dũng thai ngoại tử cung, là khi mình thấy túi thai nằm ngoài tử cung có dân sắc và có phôi, đúng không? Có dân sắc và có phôi, cái này không ai làm cãi, không phải thai cả, cho nên thấy nó là đặc hiệu 100% để động thai ngoại tử cung. Nhưng mà độ nhạy rất là thấp nha, độ nhạy rất là thấp, tầm khoảng 15-20% thôi. Cái mà mình thường gặp hơn, đó là mình không thấy thai trong tử cung. Ở trường hợp thai ở bùng trứng nha, thai trong tử cung có một cái khối nằm cạnh tử cung và tách biệt với vòi trứng. Cái khối đó nó có thể có biểu hiện như thế nào? Một, nó biểu hiện bằng dấu hiệu vòng ống, có người gọi là dấu hiệu vòng nhẫn cũng được, nói chung là một cái vòng ha, vòng ống và vòng nhẫn là một cái viền phản âm dày bao quanh một cái túi phản âm trống ha, hoặc là dấu hiệu lúc sai. Lúc sai thì lúc này nó không còn là cái viền phản âm dày nữa, nó không còn là viền phản âm dày bao quanh cái túi phản âm trống nữa, mà bây giờ cái khối đó hoàn toàn phản âm không đồng nhất, đó là phản âm hỗn hợp. Mình thấy nó chỗ đen chỗ trắng, chỗ đen chỗ trắng, người ta gọi đó là lúc sai. Thì khi mà thấy hai cái cục giống dày thì người ta bỏ rất là màu vô. Nếu mà mình thấy tăng sinh mạch máu dần viền xung quanh hai cái cục đó, dấu hiệu còn lửa ha, dấu hiệu còn lửa để đọc là thai ngoài tử cung. Nhưng mà lưu ý nha, đọc là dấu hiệu còn lửa mình chắc chắn cái cục này nằm ngoài bụng trứng. Đây dấu hiệu vòng ống, đây là dấu hiệu vòng nhẫn, mình thấy có nguyên cái viền nè, phản âm dày à, bên trong nó là cái túi phản âm trống à. Đối ngược lại với cái dấu hiệu vòng nhẫn này là cái dấu hiệu lúc sai, mình thấy cái khối này nó có ra vòng gì nữa không? Nó nằm ngoài bụng trứng, bụng trứng nằm đây, nó nằm tách rời bụng trứng, mình xác định phải xác định chuyện đó trước, rồi sau đó là nó phản âm hỗn hợp. Mặc dù nó không còn một tổng phần nhẫn nhưng mà với cái hình này cũng có thể là thai ngoài tử cung tại vòi trứng. Này dấu hiệu gì? Có chữ dưới đó. Urine sign hay là bao nhiêu sign ha? Này dấu hiệu gì? Gì nhá? Hả? Còn lửa. Đúng rồi, còn lửa. Ở đây là dấu hiệu gì? Dấu hiệu vòng nhẫn. Mở đến thơm màu vô thành vòng lửa, đúng không? Này cũng vậy thôi. Rồi các bạn thấy cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái nào là cái gì? Cái nào là thai ngoài tử cung? Ba cái bệnh này, cái nào là thai ngoài tử cung? Suy nghĩ nha.
bên trong có một cái túi và ăn trống. Vậy thì cái này có phải là thai ngoài tử cung không? Cái này mình thấy sao? Như cái mũi tên đen đen này các bạn, là người ta chỉ cho mình là cái mô lành của buồng trứng nó bao quanh cái bề mặt, đúng không? Khi các bạn làm ở thời gian thầu, các bạn thì chú ý một, mình thấy cái khối. Nãy giờ mình cứ nói là phải xác định cái khối đó nằm ngoài hay là nằm trong buồng trứng. Vậy mình phải xác định bằng cách nào? Xác định bằng cách nào? Cái dễ nhất á, là mình phải quét chậm ha, và mình biểu thị làm sao để mình kiếm cái mô của buồng trứng lành nó còn bao quanh cái cục này ha, bao quanh cái tổn thương ở ca này á. Mình kiếm bằng gì? Buồng trứng thì nó có nang, mặc dù ở những chỗ này nó trên siêu âm mà mình nhận diện nó bằng nang, mặc dù nó bị nhỏ đi nhưng mà mình vẫn thấy được cái mô lành buồng trứng bao quanh cái cục, bao quanh cái khối này, để chứng tỏ cái cục này nằm trong buồng trứng. Nằm trong buồng trứng ở bệnh nhân này thì có nghĩa là hoàn thể, hoàn thể. Đây là một cái cách cũng để xác định cục u. Sau này các bạn coi u buồng trứng, nhưng mà khi trước đó các bạn đã biết là u rồi thì cái cách xác định hôm qua nói, trước khi mình nói u buồng trứng gì và mình cũng phải biết là nó phải là u buồng trứng mới được. Mình mới đọc, mình đọc iota là năng đa phì, năng đơn phì, đúng không? Tự nhiên nam ở đâu đẩu đâu đâu không liên quan với nhau, đa phì đơn phì. Thì cách xác định thứ nhất là mình tìm cái mô buồng trứng lành bao quanh cái tổn thương. Rồi cái này có phải là thai ngoài tử cung không? Cái này nó khó hơn cái hình này một chút, cái hình B nó khó hơn hình C một chút. Mặc dù các bạn cũng, nếu mà các bạn tìm có thể các bạn cũng sẽ thấy được cái mô buồng trứng lành ở đây. Ở đây tự nhiên nó tạo cái quyết lở làm cho mình có tự có cái ấn tượng là không biết có phải là nằm ở ngoài hay không. Mình thấy người ta vẽ cho mình cái đường màu vàng này, đó là cái góc hợp ở giữa tổn thương với buồng trứng ha, là góc tù. Khi mà cái này là góc tù có nghĩa là cái cục này nó thuộc buồng trứng, kịp không? Ở đây người ta vẽ cái góc nải nè giữa buồng trứng với lại cái tổn thương góc nhọn là nằm ngoài buồng trứng. Đây là ba cái A, B, C, thì cái A là thai ngoài tử cung. Rồi ở đây cũng có được cái cột giống cái túi thai không? Đọc lớp sai thì cũng được. Vậy thì cái này có phải là thai ngoài tử cung không? Bỏ nó lên màu không? Dùng lên lớp lên ở hai đen sơ bông hai đen có thể tham thường cũng nghi nghi cái thai luôn. Rồi bỏ lớp lên màu không? Có cái hình này mình có nghi thai ngoài nữa không? Không, thai ngoài là cái gì? Này là gì các bạn? Thai ngoài hay là hoàn thể?
buồng trứng đúng không? Mình trở lại em cái, nếu cái thai ngoài tử cung nằm tại buồng trứng, nằm tại buồng trứng, theo các bạn có dễ phát hiện không? Đầu tiên là các bạn thấy phôi sống bằng cái chất lỏng đúng không? Còn cái trường hợp như thế này, những trường hợp à, này đó, tự nhiên nó có túi, có dân sắc này kia mà dân sắc sụp chịu những khi không tin. Những cái chất mà trong cái nang sống huyết có khi nó chạy là vệt vệt, các bạn cũng nhầm nó là dân sắc nữa. Trừ khi mình thấy phôi à, thì mình còn ráng đầu được hai mạch tử cung tại buồng trứng. Còn nếu như mà nó cái kiểu như thế này thì các bạn có trường hợp nào mình nghi nó là hai mạch tử cung buồng trứng không? Hả? Nam hoàng thể không bị cái thai ngoài hả? Không. Thế sao? Thật ra cái nói theo sách vở nha, mình dạy mình sẽ nói theo sách vở ra. Theo y văn là người ta khuyên mình á là dựa vào cái viền khoảng không dày bao quanh cái tổn thương. Thì người ta nói cái viền bằng dày quanh cái thai đó, nó rất là đặc trưng, nó là đặc trưng nhìn vô để có thể phân biệt được đây là cái nang hoàng thể hay là một cái thai ngoài, thai ngoài tại buồng trứng. Mà khi mà thực hành thì thật sự rất khó, thì thật sự rất khó. Ví dụ như cái hình này người ta viết cho mình đây là cái thai ngoài, các bạn thấy cái viền xung quanh nè, cái viền bằng không dày ha, các bạn thấy cái viền bằng không dày nè gần nha. Nó có khác gì với cái này không? Cái này nó cũng hơi dày dày đúng không? Người ta nói cái viền mà nó dày quanh thai rất là đặc trưng, nhìn vô là biết cái này chắc là phải đòi hỏi tới kinh nghiệm nha. Các bạn phải làm nhiều, các bạn mới thấy cái sự khác biệt. Cái gì khác biệt còn mơ mơ như tôi nhìn vô hai đứa nó chen nhau và nó sẽ khó khi mình ở cái chỗ đó là mình có dám động hay không. Thì thường á, đa phần trên thực tế thai ngoài tử cung ở buồng trứng người ta phát hiện muộn, phát hiện muộn khi mà người ta kiếm hết luôn chẳng thấy đâu hết, chỉ có một cục đó ở buồng trứng ban đầu nhận nhầm đó là hoàng thể. Rồi sau đó những cái lần khảo sát sau beta HCG nó cứ tăng hoài mà không có tìm thấy chỗ nào hết, chỉ có một cục đó thôi thì người ta quy cho nó là vậy. Hoặc là hơn cái nữa là theo thời gian cái thai đó mà nở được nó bình thường, nó có phôi thì mừng quá, chẳng có xác định được ha. Rồi thai ở động trẻ mình sẽ thấy trên siêu âm như thế nào. Thai ở động trẻ có một cái lưu ý các bạn, là khi các bạn không gặp bệnh nhân ở cái trường hợp này ha, là ở người ta đang đi tìm thai ngoài tử cung mà mình gặp bệnh nhân ở một cái lần có thai sau, cái lần có thai sau mà mình khai thác được, người ta nói là trước đó người ta bị thai ngoài tử cung động trẻ, thì cái lần có thai sau á mình sẽ hỏi người ta động trẻ chỗ nào, phải trái. Thì khi người ta mổ thai ngoài tử cung động trẻ, người ta xén gốc, xén ở cái sừng đó. Và nếu lần sau á mà người ta có thai nó bám nhau, nó bám lên cái vùng đó, rất nhiều khả năng nó sẽ bị cài trong được, thậm chí thủng tử cung ha. Thì lúc mà mình quẹt siêu âm của cái thai lớn lần sau mà mình thấy đánh nhau nó bám cái vùng đó, mình phải cơ nó không bị cơ cao, rất là cẩn thận. Tôi đã từng gặp một cái thai ngoài tử cung động trẻ đó không, gặp một cái thai 15 tuần mà trước đó nó mổ cái động trẻ bên phải ha, mổ động trẻ bên phải, bây giờ nó vô về cái tình trạng đó không, chưa tới chó, mới đau bụng thôi, siêu âm có dịch ổ bụng, siêu âm bụng có dịch ổ bụng. Thì cái người ta đặt ra vấn đề là nó có vỡ tử cung hay không, thì đúng là như cái mà mình được học á, là mình coi lại cái bánh nhau nó bám cái vùng đó và cái cơ vùng đó không liên tục ha, chụp động mạch từ lên nó thì mình thấy bánh nhau nó đẩy ra phía ngoài luôn, nó vỡ tử cung mà đẩy ra phía ngoài, cái ca đó vô một hai lít máu. Rồi trở lại viện của mình siêu âm thấy các dấu hiệu nào để nhận biết đây là thai lọc trẻ? Mình sẽ thấy thai lọc trẻ là nó nằm ở đây đúng không? Mình nhìn cái hình này để mình qua cái hình siêu âm như dễ. Ở vị trí này á, ở vị trí này thì nó có phải là ngoài tử cung không các bạn? Nếu mà nó bám ở đây nè, không, nó chỉ mới bám ở lòng tử
sư cô mà anh trả tâm về cái gốc, đúng không? À, về cái gốc. Bây giờ đây là mới là còn trẻ, thì giữa cái thai nó liên quan với cái đồng tử cung nhờ một cái đường gì? Mình thấy trên đây có cái đường gì mà trên siêu âm mình có thể thấy là khoảng hình vậy. Cái đường nội mạc, đúng không? Đi từ đây tới đây. Rồi, nếu cái thai nó đóng ở đây thì mình thấy nó có nằm ngay trung, nó nằm trong buồng nội mạc không? Nằm lệch tâm, à, nằm lệch tâm ngoài buồng nội mạc. Rồi, mình còn thấy dấu hiệu gì nữa? Ngay chỗ người ta để dấu sao nè. Một cái đường phản âm dày, à, đi từ nội mạc tử cung tới cái khối thai, gọi là dấu hiệu đường kẻ. Dấu hiệu này là dấu hiệu đường kẻ. Kế nữa, khi mà cái thai nó nằm ở đây thì cái cơ bao quanh của nó như thế nào so với cái thai đóng ở đây? Mỏng. Mỏng như thế nào là tiêu chuẩn? Lớp cơ bao quanh nhỏ hơn 5mm ha. Là tới này có nè. Cái thai nằm lệch tâm ngoài lòng tử cung. Có dấu hiệu đường kẻ. Dấu hiệu đường kẻ có độ đặc hiệu rất là cao ha, gần 98% cho thai đồng kẻ. Cái nữa là cơ bao quanh của thai mỏng dưới 5mm. Ở cái này đầu tập thai động đẻ, đầu tập thai động đẻ, nhưng mà các bạn thấy cái cơ nó bị mỏng chưa? Chưa, cơ nó vẫn còn dày hơn 5mm à, nhưng mà người ta vẫn nghi nó là động đẻ nhờ vào hai yếu tố ở trên, một là tâm, hai là có dấu hiệu động đẻ. Ra này có dấu hiệu động đẻ, nằm là tâm, cơ các bạn sẽ đo ở đâu? Cơ các bạn đo ở đâu? Các bạn đo ở đây, là các bạn đo ở đây, là đo ở đây. Đương nhiên là mình phải đo cái chỗ mỏng nhất, đúng không? Chứ không phải mình né né mình đo chỗ này, ha? Mình phải đo ở cái chỗ mà mỏng nhất bao quanh cái thai để coi nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Rồi. Phải phân biệt với thai động kẻ, đó là thai gốc. Thai gốc hay là sau này người ta hay dùng từ là lợn tâm, nhưng mà tôi cảm thấy cái từ lợn tâm nó không có ấn tượng bằng cái từ thai gốc. Khi mà mình nói thai gốc là người ta hiểu là cái thai nó đóng ở cái gốc của gốc phải hay gốc trái của lòng tử cung, tức là nó vẫn là thai trong tử cung, nó vẫn là thai trong tử cung, nhưng mà nó nằm cao hay là về gốc phải hay là gốc trái của tử cung. Thì tại sao cái phân biệt thai động kẻ với thai gốc? Nếu như các bạn gặp thai gốc ở cái giai đoạn mà trễ, tức là cái thai nó đã to lên rồi á, thì lúc đó cái lớp cơ đôi khi là mình sẽ thấy lớp cơ nó mỏng đi, đúng không? Nó phát triển nó phình lớn, nó sẽ làm mỏng cái lớp cơ, nó phát triển vô nó cơ mỏng quá, dưới 5mm đầu là thai động kẻ, bay vô mổ thì chuyện gì xảy ra? Giờ nó kêu bạn lên siêu âm trong mổ là nó kêu thai, đúng không? Giờ nó có thai đâu? Tại ở động kẻ cho mà các bạn vô nội soi vô thì mình sẽ thấy ở cái vị trí của động kẻ nó sẽ phình lớn, người ta vô là người ta thấy. Còn này mình sáng tác không, người ta vô mà không thấy cho hết, kêu vô siêu âm nội soi, có siêu âm trong mổ kiếm được cái thai, tại mình thấy nó làm sao trong tử cung. Thai gốc nó khác với thai động kẻ ở cái chỗ nào? Chúng ta phải phân biệt thai động kẻ, thai ngoài tử cung. Nếu phát hiện là mình phải xử trí, đúng không? Phải xử trí. Tại vì nếu mình để nó vỡ muộn thì rất là nguy hiểm ha. Thai gốc là thai trong tử cung, nó là cái thai kỳ có nguy cơ cao thôi. Có thai kỳ có nguy cơ cao, nó có thể tăng cái tỷ lệ sảy thai ha. Tăng tỷ lệ sảy thai, tăng tỷ lệ nhau cài răng lược, thậm chí là tăng cái nguy cơ vỡ tử cung, nhưng nó vẫn có trường hợp sanh được, tức là người ta vẫn theo nó được tới cuối thai kỳ và vẫn cho sanh được, cho nên là nó không cần phải điều trị ngay lập tức khi mà phát hiện hai điều đó khác nhau nha. Vậy thì trở lại trường hợp của mình á, là ở đây cho dù mình thấy cái lớp cơ nó mỏng dưới 5mm nhưng mà mình không có đọc nó là thai động kẻ là một cái gì các bạn. Cái chuyện thứ nhất đó là cái khối thai nằm lệch tâm ngoài lòng tử cung, đúng không? Rõ ràng là nó nằm trong lòng tử cung, nó lệch tâm thiệt nhưng mà nó nằm trong lòng tử cung,
vẫn còn thấy nội mạc tử cung bao quanh nó. À, các bạn tìm kỹ, các bạn sẽ tìm thấy cái dấu đường sáng mà hôm bữa mình coi cái đường đánh giá nội mạc tử cung ấy, để chứng tỏ là nội mạc tử cung vẫn còn bao quanh cái bước thai này. Dấu hiệu đường kẽ không có, à, chỉ dựa vào một cái cơ mỏng không đáng tin. Nhớ nha. Để cái đó
để mà không có sót. Rồi, thì ở đây thì mình có cái thứ thai ở cổ tử cung, mình sẽ phân biệt, phải phân biệt nó với một cái thai đang xảy, đúng không? Nó bây giờ đang ra máu nè, thai ngoài tử cung cũng ra máu, xảy thai cũng ra máu. Bây giờ thấy cái thứ thai nó nằm ở cổ vậy thì nó đóng ở cổ ngay từ đầu hay là rớt từ trên xuống? Nếu mà nó đóng ở cổ ngay từ đầu thì còn cần phải điều trị, còn nó rớt từ trên xuống, e là các bạn rút ra nó không đi theo các bạn luôn, đúng không? Có cần điều trị gì đâu. Vậy thì mình sẽ phân biệt bằng cách nào? Trong đây có biết đó, phân biệt bằng cách nào? Một, mình sẽ quan sát cái lỗ trong, à, lỗ trong của cổ tử cung, lỗ trong của cổ tử cung. Trong cái thai ngoài ở động cổ thì lỗ trong cổ tử cung nó sẽ đông, đúng không? Lỗ trong nó sẽ đông. Cái thứ hai nữa là khi mà cái khối thai nó phát triển ở đây, có phải là nó sẽ làm cho cái cổ tử cung lớn ra không? Thay đổi trong thai kỳ nó sẽ làm cho cái cổ tử cung lớn ra. Bình thường á, tái và thân thì tái, thân và đái tử cung nó sẽ lớn hơn cổ tử cung. Cái này mình học trong cái hình dạng bình thường rồi. Bây giờ tự nhiên mình thấy là về mặt kích thước thân tử cung gần gần giống như là cái cổ tử cung, và nó có thắt một cái eo ở chính giữa ở cái vị trí eo tử cung này ha. Người ta nói là cái hình của đồng hồ cát, hai cái yếu tố đó sẽ làm cho mình nghĩ tới đây là cái thai đóng ở cổ tử cung chứ không phải là cái thai đang xảy. Còn một cái thai đang xảy nó sẽ như thế nào? Một cái thai đang xảy thì mình sẽ thấy là cái lỗ trong của nó ở, đúng không? Nó tụt từ lưng xuống đến cái tường thì nó tụt ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà nó đang tụt từ lưng xuống, các bạn thấy nó có chỗ để bám phía không? Không, nó sẽ có dấu hiệu trượt. Có nghĩa là nếu mà mình đẩy đầu giò của cổ tử cung đến cái thai nó đang bong từ trên xuống, khi mà mình đẩy đầu giò vô thì cái thai nó đi ngược lên, đúng không? Nó bị thay đổi vị trí khi mà mình tác động lực lên nó. Vậy thì nhắc lại lần nữa ha, thai ngoài ở cổ tử cung sẽ có cái gì? Một, lỗ chân lông. Cái thứ hai, dấu đồng hồ cát. Cái thứ ba, không có dấu hiệu trượt. Còn nếu mà cái thai nó cũng trong tử cung nhưng mà nó lại nằm thấp ở đầu eo thì mình cũng phân biệt với một cái thai nằm thấp với lại một cái thai đang xảy bằng cái dấu hiệu trượt và cái lỗ trong cổ tử cung. Đó, thai bám với một cũ thì đây là cái thai nó nằm ở đầu eo ha. Các bạn nhìn vô cái tử cung, các bạn có biết là cái tử cung này từng bị mổ không? Từng bị mổ. Mình nhìn cái hình dạng này, mình nhìn cái hình dạng này làm sao mình biết là nó từng bị mổ? Để mà mình đọc cái thai này là thai bám kết hộ cũ chứ không phải là một cái thai bám thấp. Nhìn sao ra là cái kết mổ. Đâu có coi cái đó đâu, mình làm dưới mình coi bụng làm gì, đúng không?
chỉ cần các bạn quẹt qua cái đoạn dưới là mình có thể biết được là có mỏi không. Rồi thai gốc nó không phải là thai ngoài tử cung, nhưng mà nó là cái thai tiền nguy cơ cao. Vì sao thì nó rồi nha. Đây là cái ở buồng trứng ha, giống như hồi nãy nói sẽ rất là chắc chắn. Nếu như là túi thai đó có phôi luôn thì chúng ta sẽ rất chắc chắn khi đọc thai ngoài tử cung tại buồng trứng. Nếu bạn thai này ở đâu các bạn? Buồng, trong một buồng. Thai trong mỗi buồng đúng không? Thai này người ta dán chụp CT luôn. Chụp CT có chụp sai không? Có. Có gì sai đâu. Tại vì nó không thể nào nó sanh được đó. Giờ nó sợ là chụp CT là những hiện tượng đúng không? Mà mình cần phải đánh giá cho nó liên quan như thế nào đối với xung quanh. À, đối với xung quanh trước khi mà người ta vô người ta mổ. Vì sao bị chụp cộng hưởng từ, thậm chí là bắt thuốc luôn, bởi vì cái tình huống lâm sàng dựa vào cái diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân mà bác sĩ rất là nghi là thai ngoài tử cung. Bệnh nhân trẻ kinh, lần đầu tiên là beta HCG là 4600, siêu âm cũng mấy đợt không thấy, siêu âm mấy đợt không thấy, 48 giờ sau nó lên 8000, nó lên 8000, tức là nó có tăng. Không phải là thai ngưng, đúng không? Nó có tăng, nhưng mà không tăng đạt được một cái thai trong lòng. Rồi, với cái chỉ số này là quá cao nha. Cho nên là lại siêu âm tiếp để kiếm thai ngoài tử cung. Siêu âm tiếp, không thấy. Cho chụp cộng hưởng từ luôn để tìm cái vị trí của thai. Thì mình thấy nó nằm đâu xa không? Nó nằm ở bồi trứng thôi. Nó nằm ở bồi trứng phải. Nhưng mà tại sao siêu âm ca này không thấy? Mặc dù cái người làm rất là giỏi nha, chính người đó làm khoa đúng lần không thấy. Bởi vì một bạn này mập quá, hai là cái tử cung nó có một cái nhân sơ lớn 8 cm, nó đẩy buồng trứng bên trái và cái bồi trứng trái lên cao, vượt khả năng quan sát của đầu dò nhã âm đạo, đúng không? Mập quá siêu âm nhã muộn không thấy ha. Cho nên vẫn có những trường hợp chắc chắn là thai ngoài tử cung nhưng siêu âm nhã muộn không, siêu âm không thấy, thì lúc đó là người ta sẽ cần phải làm một cái khác để tìm cái vị trí của thai ngoài. Không giống như hồi xưa, nếu mà các bạn học, không biết có ai học chung lắm, chúng tôi hồi đó là học cái môn sản á, có cái câu là bây giờ siêu âm không thấy đúng không, nhưng mà lâm sàng rất là nghi thai ngoài tử cung, người ta làm gì? Nội soi chẩn đoán mẫu luôn đúng không? Nội soi chẩn đoán để tìm. Thì bây giờ vì kỹ thuật hình ảnh của mình phát triển, cho nên là trước khi người ta phẫu thuật hay là cái test xâm lấn thì người ta vẫn chọn lựa tất cả các kỹ thuật hình ảnh coi nó có xác định trước hay không trước khi mà người ta điều trị. Rồi qua cái bệnh khác, bệnh lý khi mà nuôi ở trong thai sớm nó sẽ toàn phần và thai trứng bán phần, và cái này nó là gì? Thai trứng xâm lấn, bệnh lý khi mà nuôi, choreocarcinoma, bệnh lý khi mà nuôi là nó là cha của nguyên cái đám này, cho nên là khi mà đầu không biết đầu kia đầu kim chung bệnh lý khi mà nuôi ha. Còn nếu mà chắc ăn hơn thì mình đọc được từng nhà con một, thai trứng toàn phần hay là thai trứng bán phần hoặc là thai trứng xâm lấn hoặc là choreocarcinoma. Vậy thì khi nào có thai trứng toàn phần? Các bạn nhìn cái hình, các bạn có đoán được là khi nào có thai trứng toàn phần không? Vì sao tạo ra thai trứng toàn phần? Con này là con nằm nằm đúng không? Ở cái trường hợp thứ nhất, tạo ra thai trứng toàn phần là một con tinh trùng nó chui vô cái gì? Nó chui vô cái trứng trống. Chui vô trứng trống và sau đó nó tự nhân đôi lên, cho nên là cái bộ nhiễm sắc thể của cái thai đó vẫn là 46XX giống như bình thường, 46XX hoặc là 46 xui hơn nữa,
mà khi mà một con mà chui vô á, tự nhiên thôi thì chỉ có con ít vô thôi nha, con ít vô thôi. Còn mà một cái trường hợp khác cũng tạo ra hai trứng toàn phần, đó là hai con tinh trùng, hai con tinh trùng nó lại chui vô cái trứng trống này, là quá thuộc cái quy tắc nha, chỉ có một kẻ thắng sau cùng mở ra nó tới hai đứa lần. Rồi thì đó, tất cả những trường hợp này nó sẽ tạo ra hai trứng toàn phần. Thì khi mà có hai trứng toàn phần á, thì siêu âm mình sẽ thấy cái gì? Mình siêu âm mình sẽ thấy không có cái dấu hiệu nào giống như cái hình ảnh thai sớm mà mình đã học. Toàn bộ mình không thấy cú thai đâu hết ha. Mà bệnh nhân có bệnh sử lâm sàng rất là rõ là có thai. Bởi vì trong thai trứng á, beta HCG rất cao ha các bạn, rất cao. Lâm sàng á, có nhiều trường hợp bệnh nhân để tới nỗi là khi mà người ta mở lên là thấy ra huyết cộng với những cái bóng trứng hay là những cái bóng nước này, mình gọi là trứng á, nó trôi ra âm đạo luôn ha, trôi ra âm đạo. Hoặc là có thể có biểu hiện cường giáp hay suy hô hấp. Thì trong đó do siêu âm kiếm thai mình chẳng thấy cái khối thai nào hết, mà chỉ thấy nguyên cái đồng tử cung nó là một cái khối bên trong có chứa rất là nhiều bóng nước. Bóng nước là gì các bạn? Tạo thành gì? Tạo thành trống ha. Hồi xưa người ta gọi như hình chùm nho, thì bản hình này giống chùm nho. Tôi chả thấy nó giống nho chứ mà. Nhưng mà đối với thai trứng toàn phần á, thì tiên lượng của nó chỉ có 80% là lành bệnh thôi. Nó có 20% nó sẽ chuyển ác, 15% chuyển thành thai trứng xâm lấn và 5% chuyển thành choriocarcinoma. Đây, siêu âm mình thấy cái gì? Mới nói toàn bộ tử cung lấp đầy bởi một cái khối ha, bên trong chứa rất nhiều nang nhỏ. Những cái nang này kích thước có thể bằng nhau, có thể kích thước to nhỏ không đều, nhưng mà chứa rất nhiều nang nha. Với một cái lâm sàng cầm chúng ta cái xét nghiệm beta HCG hơn 100.000 phải là thai trứng. Còn nếu mà giờ không có beta HCG rồi sao? Bệnh nhân đi vô siêu âm thai xong thấy vậy, chưa có beta HCG mà gặp sao? Theo dõi thai trứng thì gặp sao? Đúng không? Để nó đi định lượng beta HCG, hoặc là không biết đọc là thai trứng hay là choriocarcinoma, thì thế như bà nuôi đề nghị định lượng beta HCG, đúng không? Hai trứng bán phần là khi là mình sẽ siêu âm mình sẽ thấy là vừa có một thai, mà nãy là trứng toàn phần hoàn toàn mình không thấy thai hết ha. Bây giờ hai trứng bán phần mình thấy một phần thai và một phần là cái bánh nhau, nó không có bình thường, không có bình thường ở chỗ nào. Nó giống như cái hai trứng toàn phần này, mình thấy cái bánh nhau nó dày lên, nó có nhiều nang à, đó là không biểu hiện rất không bình thường ở tam giác huyệt một, nhớ nha. Chúng ta nhiều bạn cứ đậm khơi khơi là cứ thai trong tử cung mấy tuần mấy ngày tuần, không có quan tâm đến cái khối, mọi khối nằm kế cái khối thai à, bên trong có rất là nhiều nang, bên trong đó mình cũng phải đề nghị định lượng beta HCG. Thì đề nghị ở trường hợp đó người ta sẽ thấy cái gì? Thấy gì? Ta sẽ thấy là nồng độ beta HCG rất cao so với tuổi tương ứng, so với tuổi thai tương ứng mà mình đo ra được. À. Vậy thì nếu mà thai trứng bán phần như mình vừa nói nãy, các bạn sẽ thấy một phần thai này, một cái phần giống như là bánh nhân à, nhưng mà nó rất là dày so với cái tuổi thai này, rồi bên trong có nhiều nang nhỏ. Thì mình thấy mình có cái gì bị nhầm với thai trứng bán phần không? Những cái thai lưu, đúng không, nó ngưng tiến triển và bánh nhân nó thoái hóa, nó cũng sẽ cho mình cái hình ảnh như vậy. Rồi đây cũng vậy, ở cái ca này là phát hiện khi mà cái thai nó 11 tuần nó lưu ha. Bây giờ cái bánh nhau mình cũng thấy nó dày lên, có nhiều nang, vậy đây là thai trứng bán phần hay là do cái thai nó ngưng tiến triển rồi cái bánh nhau nó thoái hóa? Không biết. Cái chuyển phá nó hết là beta HCG, còn cái thì nó là gì các bạn? Giải phẫu bệnh. Do đó cho nên mà mình đừng có ngạc nhiên. Tôi nhớ năm trước có một bạn, bởi vì không có mai là người ta
bạn đó có thai mà nó là giảm trứng trống, giảm trứng trống thì bạn sẽ bỏ thai. Rồi sau đó là người ta gửi đi làm giải phẫu bệnh thì bạn rất là hoang mang, bạn nói ủa tại sao mà em bị cái này mà cần phải làm giải phẫu bệnh, đúng không? Khi mà bất kỳ lấy một cái mô dị trừ từ trong cơ thể mình ra, người ta đều đi làm giải phẫu bệnh hết. Ở cái trường hợp của bạn đó, nếu mà dự đoán bình thường thì nó giải phẫu bệnh sẽ trả lời về cho mình gì, lông nhâm thoái hóa, à lông nhâm thoái hóa. Còn nếu mà bị rớt vô bệnh lý người mà nuôi, kết quả sẽ khác. Cho nên là lỡ ai có xui thì đừng hỏi thuốc này đâu có gì đâu, tự nhiên nói với em là phải quay lại lấy kết quả giải phẫu bệnh. Rồi, hoặc là bị chấn thương thường nhất ha.
có tình trạng nho bong non cũng có thể làm tăng nguy cơ nho bong non ở lần này, hoặc là cái thai này có cái dây rốn ngắn hoặc là trên một cái nền cái tử cung của người mẹ đó có u xơ tử cung thì cũng là một yếu tố dẫn tới nho bong non, chứ không phải là do mình hỏi có chấn thương hay không. Là cái thôi mình bỏ đi cái chẩn đoán này nha. Thì tùy theo cái vị trí của khối máu tụ như tinh hình này nè, thì các bạn sẽ đọc nó là máu tụ ở đâu ha, có thể là ở sau nhau ha, ở sau nhau, ở bờ nhau, nếu bạn tiện mặt mỏi hay là nó nằm luôn ở trong nhau. Cái khối máu tụ mình nằm trong nhau rất là khó, mình sẽ quẹt qua đó nếu khi mình không có nhận biết, mình không ghi nhận đó là khối máu tụ, bởi vì mình nói chắc là hồ huyết trong nhau, từ cái hồ huyết có máu tụ mà nó nằm nằm trong đó rất là dễ bỏ sót ha. Biểu mình đọc nhiều khi mình cũng không dám đọc, không biết có phải là hồn huyết hay không, đúng không? Thì biểu hiện trong những cái vị trí mà nãy á, thì cái dạng máu tụ xanh là cái là thường nhất, các bạn sẽ thường thấy nhất trên lâm sàng. Thì nguyên nhân của máu tụ xanh nhau thì lại là thường cái chấn thương, đó là cho nên là thể khi nghĩ nhau bông non người ta không có chấn thương không là vậy, tại vì hai cái này nó đều thường gặp. Và khi mà chấn thương gây máu tụ xanh nhau là tổn thương, là tổn thương của động mạch, tổn thương của động mạch, cho nên là nó xuất huyết với áp lực cao ha, xuất huyết với áp lực cao cái khối nó sẽ rất là lớn, nhanh chóng lớn lên. Nhưng mà xui cái mình nữa là cái trường hợp này có thể mình sẽ không thấy xuất huyết âm đạo. Vì sao vậy? Rồi đó là máu tụ xanh nhau ngay chính giữa hai cái mép dưới, đặc biệt cái mép dưới nó bít, đúng không? Đâu có đường nào chảy ra thì không có xuất huyết âm đạo. Nhưng mà khi mà mình phát hiện trễ, nếu cái diện tích của khối máu tụ mà nó lớn lên, thường là lớn hơn 30-40%, thì thai có thể thiếu oxy. Lần này nó không kiểm tra xanh non luôn, thì bởi vì cái khối máu tụ này nó gây thai thiếu oxy, có thể dẫn tới thai chậm tăng trưởng trong tử cung hoặc là làm cho cái thai nó ngưng tiến triển. Còn cái độ hồi âm á, còn cái độ hồi âm thì mình sẽ thấy là phản âm gì, cũng giống như là cái máu tụ với mặt đệm hồi nãy, tùy theo tuổi của khối máu tụ mà mình có thể thấy cái loại phản âm đó. Ở giai đoạn cấp thì là phản âm dày, ở giai đoạn trễ hơn là phản âm kém, trễ nữa có thể là phản âm trống. Đây là cái dạng thường gặp nhất ha. Mình sẽ thấy là ở sau bánh nhân nhưng mà không nằm trong cơn, hay là nằm giữa nhân và cơn, nó có một cái khối phản âm kém, thì cái hình này rất là dễ để mình đọc. Đây là khối máu tụ xanh nhau với cái bệnh và sử lâm sàng đang siêu âm đi cầu cứu trong nông chẳng hạn. Đây cũng vậy, thành tử cung nè, bánh nhau nè, một cái khối phản âm kém, cái khối phản âm kém, đây cũng vậy. Còn đây là mãn hơn, mình thấy nó gần hết kém rồi, muốn qua trống rồi. Vậy thì rồi mình gặp nó phản âm dày, đúng không? Ở giai đoạn cấp mình gặp nó phản âm dày, nó sẽ đồng phản âm với lại cái nhau, thì làm sao mà mình nhận biết được? Có dấu hiệu nào để gợi ý không? Giờ cái khối máu, ví dụ nguyên cái cục máu này nè, bây giờ nó không có phản âm kém, phản âm hỗn hợp giống vậy nữa, mà nó phản âm dày, đồng phản âm với nó đánh nhau ở phía trước, thì mình sẽ ghi nhận được là cái ca này nó có bất thường gì. Mình thấy bánh nhau nó dày khung trú tại vị trí đó, đúng không? Bánh nhau dày khung trú trong tâm cấp 13. Trong tâm cấp 13 các bạn có chắc chắn là mình khảo sát được toàn bộ diện mạo của bánh nhau không? Sao mà được, đúng không? Ở tâm cấp 13 rất có để mình quan sát toàn bộ diện mạo của bánh nhau, cho nên là có trường hợp nào nho bông non mà mình không thấy không? Đương nhiên có ha. Cho nên kết quả siêu âm á, thật ra chỉ có phát hiện được trong khoảng tầm gần 50% trường hợp nho bông non thôi, và cái chẩn đoán siêu âm bình thường sẽ không có loại trừ được nho bông non. Con này hiểu không? Không có gì đơn giản lý, đúng không? Và cuối cùng là gì?
nhau bông non là thật tốt cho lâm sàng. Với cái lâm sàng rất là rầm rộ, thì tới nhau bông non và mình làm siêu âm, tuy nhiên là mình sẽ cố gắng tìm ở những cái vị trí mà mình học là có thể có những cái khối phóng tụ ở vị trí đó trong khả năng của mình ở cái tuổi thai đó. Mình kiếm xong mình không thấy cũng không có gì băn khoăn ha, bởi vì là nhắc lại mình chỉ thấy được trong 50% trường hợp. Rồi trong các dạng khối phóng, trong cái dạng phản ứng của khối phóng tụ á, thì dễ nhất của mình á, là mình thấy nó phản ứng kém, phản ứng trống hoặc là phản ứng hỗn hợp. Tuy nhiên nếu mà mình gặp ở cái giai đoạn mà cấp bệnh nhân mới chấn thương cái động mạch vô giai đoạn cấp, thì khối phóng tụ nó là phản ứng dày, thường là nó đồng phản âm với bánh nhau. Để đó phải lưu ý những cái vùng mà mình thấy là bánh nhau nó dày không đúng ha. Còn nếu mà nhau bông non ở mép nhau á, thì cái này nó là được, bởi vì là thường nó xúc với âm đạo rất là dữ, âm sàng cũng rất là ồ ạt. Hồi nãy tôi nói nhầm ha, cái dạng này nó mới là thường gặp nhất. Và bạn sẽ thấy gì, nó cũng giống như cái vị trí nó sẽ giống như là khối phóng tụ sau nhau á, cũng là nhau nè, cơ nè, khối phóng tụ, nhưng mà đặc trưng của nó là gì, nó nằm ở mép bánh nhau chỉ vậy thôi. Nhưng mà đối với trường hợp này thì thường là nó tổn thương tĩnh mạch, thường là tổn thương tĩnh mạch, cho nên là nó vẫn có xuất huyết âm đạo, nhưng mà cái mức độ xuất huyết ấy, nó không có dữ dội bằng những cái khối phóng tụ sau nhau. Rồi nhắc lại một lần nữa, nhau bông non là một cái chẩn đoán lâm sàng. Cái này là cái cần của mình khi mà mình làm. Bình thường, đúng không? Đó là vị trí bánh nhau, mình xác định vị trí bánh nhau có bất thường hay không, có bất thường hay không, hay còn gọi là nhau tiền tạo. Vậy khi nào chúng ta xác định là cái nhau này là nó có bất thường về vị trí bánh? Nếu mà các bạn đọc những cái sách cũ á, đọc những sách cũ, ví dụ như là cái sách siêu âm sản của Hùng Vương á, xuất bản năm mấy thì quên, thì trong các dạng cái phân loại vị trí bánh nhau, mình thấy người ta phân ra đến hai phần rồi, tiếp và nhóm, dựa vào cái là bánh nhau nó bám mặt trước hay là mặt sau của cung, vân vân. Nhưng mà sau này vị trí bánh nhau người ta không có quan tâm tới cái chuyện là nó bám mặt trước hay là mặt sau nữa, mà người ta sẽ quan tâm cái gì, người ta quan tâm tới cái khoảng cách giữa cái mép dưới bánh nhau với cái lỗ trong cổ tử cung. Bất kể nó bám mặt trước mặt sau gì cũng vậy, người ta tìm cái mép dưới bánh nhau, người ta tìm cái lỗ trong cổ tử cung, rồi người ta đo cái khoảng cách này. Nếu nó nhỏ hơn 2 cm, nhau bám thấp, đúng rồi, nhau bám thấp. Nếu mà cái mép dưới này nó vừa bám tới cái lỗ trong cổ tử cung là bám mép, hình chả đẹp vậy thôi. Còn nếu mà nó lan qua cái lỗ trong cổ tử cung thì là nhau tiền tạo, cái tên là nhau tiền tạo đó. Nếu mà nó lan qua ít ít thì là nhau tiền tạo bán trung tâm, nhau tiền tạo bán trung tâm, không là ta gọi là nhau tiền tạo tiếp ba. Nó lan qua nhiều hơn mà có khi mình thấy nửa này nửa kia, ta gọi là nhau tiền tạo trung tâm hay là nhau tiếp bốn. Đó là cái danh pháp bây giờ người ta đang xài, không có nhau nhóm nữa, không có nhau nhóm nữa nha các bạn. Vậy thì cái này nhau bám gì? Bạn thấy cái biên bên nhau và lỗ trong một cái tu 5 cm, bám gì? Bám bình thường, đúng không? Vị trí nhau bình thường và người ta cũng thường mô tả là mép dưới bên nhau bám cách xa lỗ trong cổ tử cung. Ta không cần đưa ra con số, miễn là nó không phải nhỏ hơn 2 là được rồi. Bám cách xa là nhau gì? Nó có số rồi đó, ta đo sẵn á, khoảng cách là 7 cm. Vậy là gì? Bám thấp. Này
nhà 3 mét. Cái này cũng 3 mét luôn. Còn này, đó đâu có tử cung nè. Mét với bên nhau nè. Nhau tiền đạo rồi đó. Muốn đọc nhau tiền đạo kỹ hơn là 3 tâm. À. Này. Nhau tiền đạo trung tâm. Đúng không? Mình thấy cái loạn hình, cái loạn hình mà mình mới coi qua, ta siêu âm bằng cái kỹ thuật này. Có cái hình này là siêu âm não bụng nè, còn cái hình nãy giờ coi toàn bộ là siêu âm não tạo, đúng không? Thì người ta khuyên mình á, là nếu mà mình làm siêu âm não tạo á, mình có thể thay đổi chẩn đoán gần 25% trường hợp nhau âm thấp chẩn đoán hoặc siêu âm não bụng. Có nghĩa là siêu âm não tạo chính xác hơn siêu âm não bụng trong cái chuyện mà xác định vị trí bánh nhau, đặc biệt là nhau bánh thấp, bánh bé nha. Và người ta đã chứng minh rằng siêu âm não tạo là an toàn, là an toàn. Thậm chí cái trường hợp bệnh nhân đang ra huyết, siêu âm não tạo vẫn an toàn. Không phải là mình nghĩ là nó đang ra huyết qua đường bụng chạm gì hết, mắt con mà nó ra huyết nhiều nó đổ của mình. Cái này gai ra đưa ra luôn là an toàn. Và mình nên dùng siêu âm não âm tạo để kiểm tra vị trí bánh nhau trong trường hợp mình nghi ngờ là nhau bấm thấp, bấm mét, bấm trung tâm. Còn nhau điện tạo trung tâm thì có thể khỏi. Cái đó nhìn qua não bụng là đã thấy rõ rồi. Thời điểm chẩn đoán, khi nào mình chẩn đoán là cái thai này nó có bất thường về vị trí bánh nhau, đúng không? Thì mình coi qua cái nghiên cứu này thì mình sẽ biết mình sẽ chẩn đoán ở cái giai đoạn nào. Ví dụ như đối với cái tác giả này thì người ta thấy nếu mà mình ghi nhận cái bếp dưới bánh nhau nó bắn lan qua lỗ trong, lan qua lỗ trong cổ tử cung tầm 23 cm mà ở 11 cho tới 14 phần thì cái khả năng mình nhau tiền đạo tại cái lúc sinh chỉ có 8% thôi, tức là 100 ca. Các bạn chẩn đoán nhau tiền đạo ở cái thời điểm 11 tới 14 tuần là chỉ có 8 ca thật sự là nhau tiền đạo khi mà ở cái thời điểm nó xanh. Một cái nghiên cứu khác thì người ta thấy nếu một cái bếp dưới bánh nhau á mà nó bám cắt lỗ chân cột cái tuôn nhỏ hơn 2 cm ở thời điểm 16 tới 24 tuần, đó là bạn tức là nhau bấm thấp, đúng không? Nhau bấm thấp ở thời điểm 16 tới 24 tuần thì nó chỉ còn có 1,6% là nhau bấm thấp lúc mà hay là nhau tiền đạo lúc mà sắp sinh. Cái vấn đề này tại sao xảy ra? Tại sao? Bởi vì trong tâm cái thứ ba nó sẽ có sự thành lập gần dưới tử cung. Khi nó thành lập gần dưới tử cung, khả năng thế nhất dưới bánh nhau nó sẽ bị kéo lên trên. Do đó chẩn đoán nhau tiền đạo là chẩn đoán ở tâm cái thứ ba thai kỳ. Tâm cái thứ ba thai kỳ từ khoảng 28 tuần nữa đi, nếu mà bình thường thai kỳ không có vấn đề gì thì tới tầm khoảng 28 tuần nữa đi là người ta sẽ lưu ý cái vị trí bánh nhau để người ta xác định cho cái thai đó. Ví dụ như tâm cái miệng 1 không có gì, tâm cái miệng 2 không có gì, các bạn làm siêu âm ở tâm cái miệng 3 đầu tiên thì ở mình cái lần cấp 2 mà làm siêu âm tâm cái miệng 3 đầu tiên sau siêu âm 4 chiều là tầm khoảng 28 tuần, cái lần hẹn của người ta. Thì lúc đó mình phải kết luận bếp dưới bánh nhau như thế nào. Nó có bám cách xa lỗ trong cổ tử cung không? Hay là nó bám như thế nào đối với lỗ trong cổ tử cung để người ta có kế hoạch theo dõi. Rồi. Cho dù 28 tuần, 30 tuần các bạn có ghi nhận cái bếp dưới bánh nhau như thế nào so với cái lỗ trong cổ tử cung, nhưng mà cái dữ liệu mà có giá trị để người ta quyết định là thai này có nguy cơ phải mổ lấy thai vì nhau tiền đạo hay không thì nó sẽ có giá trị ở thời điểm 35 tuần. Chỉ khi mà cái siêu âm não đạo ở thời điểm 35 tuần trả lời vị trí bếp dưới bánh nhau như thế nào, nó mới có giá trị cho cái cuộc sanh để người ta lên cái kế hoạch cho cuộc sanh. Nên mình đừng có ngạc nhiên là khi mà mình đã nói là nhau bấm thấp, nhau bấm hết gì đó ở 28 tuần thì tới lần gần 35 tuần là bác sĩ lâm sàng sẽ đề nghị là mình phải coi lại, phải coi lại để có một lần cuối là nó như thế nào để người ta lên kế hoạch. Ở đây về mình đọc thêm
đây là một cái phân loại, cái phân loại về vị trí bánh nhau và cái cách chấm dứt thai kỳ, cái cách chấm dứt thai kỳ. Ví dụ như số 1, nếu mà mình nói là bé dưới bánh nhau mà báo cách lỗ trong cổ tử cung lớn hơn 2 cm thì hầu như là không có cái chỉ định mổ lấy thai vì nhau tiền đạo nữa, đúng không? Vì nhau tiền đạo đó, cái này các bạn đừng có nhầm nha, không có chỉ định mổ lấy thai vì nhau tiền đạo nha, người ta vẫn có chỉ định mổ lấy thai vì những lý do khác mà vì nhau tiền đạo là không có. Rồi, này ở phía dưới thì mình đọc thêm cái này về xử lý lâm sàng. Nhìn lại một lần, ai nhìn lại một lần những cái hình để mà xác định vị trí bánh nhau. Ví dụ cái này nhau tiền đạo trung tâm ha, nhau tiền đạo bán trung tâm, nhau bán mép và nhau bán thấp. Có cái loại hình này hiện tại cũng sắp lấy ra cho vui thôi, nhưng mà nhắc lại một lần nữa là những cái hình này mình nên làm siêu âm cả đạo, nhớ nha. Nên làm siêu âm cả đạo, các bạn quét qua, đương nhiên ở tăng tốc nghiệp 3 là mình khởi đầu bằng siêu âm cả bụng, đúng không? Tới tuổi thai này mình đâu có quét cả đạo để làm cái gì, mình quét bằng siêu âm cả bụng. Cho nên nếu mà mình đang làm siêu âm cả bụng á, mình quan sát vị trí bánh nhau mà mình nghi ngờ nó nằm ở to cái trường hợp này thì mình phải chuyển vào đầu dòng ám đạo để mình làm lại, đo cho nó chính xác hơn. Mở đi, các lớp buồn đó là rồi. Đây là một cái guideline tư thêm của Hiệp hội Sản Phụ Khoa Canada cũng về cái chuyện mà nhau tiền đạo. Thì mình thấy là người ta nói là câu đầu tiên nhắc là cái ý nãy giờ, nếu có thể, tức là có điều kiện nhà mình có siêu âm âm đạo nha, nếu có thể mình nên dùng siêu âm âm đạo để đánh giá vị trí bánh nhau chính xác hơn siêu âm âm bụng và an toàn ha, và an toàn. Còn những phút sau mình có thể đọc từ từ thì nhà mình có thể rảnh đọc từ từ cũng được. Ví dụ như là nếu mà mình thấy nhà bắt phép hay là lan qua lỗ trong cổ tử cung ở thời điểm 18-24 tuần thì mình nên kiểm tra lại ở tăng tốc 13 ha, kiểm tra lại ở tăng tốc 13. Nếu mà tăng tốc 13 mà nó vẫn lan qua lỗ trong cổ tử cung hơn 15 mm thì nó sẽ tăng nguy cơ nhau tiền đạo lúc sanh ở cái bệnh nhân này. Vậy thì trở lại hồi nãy mình nói chẩn đoán nhau tiền đạo là chẩn đoán ở tăng tốc 13, đúng không? Vậy thì tăng tốc 11 mình thấy, tăng tốc 12 mình thấy, tăng tốc 12 lúc mình siêu âm 4 chiều mình thấy cái phía bánh nhau nó dậy dậy đó. Vậy mình có ghi nhận, có cấm dụng không? Người ta vẫn ghi nhận ha, nhưng mà người ta sẽ không cấm dụng nhau tiền đạo. Ít nhất cái phần mô tả các bạn có ghi nhận, người ta mới biết rồi, người ta theo dõi, đúng không? Đâu phải người ta theo bạn hoài đâu. Bạn có ghi nhận trên cái phần mô tả là vị trí bánh nhau nó dậy đó, thì những người làm sao người ta mới biết, người ta theo dõi được. Bản Canada thì hơi cũ, thì đưa ra một cái bản khác với hiệp hội sản phụ khoa Anh, thì mình thấy cái bản vào tháng 9 năm 2018 thì vẫn nhận cái nội dung đó thôi, những cái nội dung đó. Rồi, còn học nhau tiền đạo, bây giờ mình qua mạch máu tiền đạo, không phải chỉ có nhau nó mới tiền đạo, mạch máu nó cũng có thể nằm ở vị trí bất thường. Thì mạch máu tiền đạo được định nghĩa là những cái mạch máu bất thường đi trong màng ối, đi qua hoặc là nằm gần sát chỗ trong cổ tử cung, cái chỗ gần sát 2 cm. Vị trí của cái mạch máu đó mình đo cũng đo khoảng cách của nó với lỗ trong cổ tử cung, nếu mà nó nhỏ hơn 2 cm vẫn có được là mạch máu tiền đạo. Thì những cái mạch máu này nó có một cái đặc biệt là nó không có được bảo vệ bởi cái chất, cái hoạt tông giống như là mạch máu đi trong dây rốn á, cho nên là nó rất là dễ vỡ, nó rất là dễ vỡ nếu như mạch máu bị vỡ, và khi mà nó vỡ thì sẽ chảy máu, đúng không các bạn? Nó sẽ chảy máu. Vậy thì có nguy cơ gì không? Cái máu trong nha bông non hồi nãy mình học á, nha bông non máu nó mất là máu của ai? Máu của
của mẹ. Còn máu chảy trong cái trường hợp mà có bị mạch nó vỡ, đó là máu của con. Mình cứ tưởng tượng nó là một nhát xíu vậy, nó có được bao nhiêu máu. Cho nên là khi mà mạch máu tim đạo mà vỡ thì nguy cơ tử vong tăng rất là cao, tăng rất là cao. Mình thấy á, nếu cái này nó được chẩn đoán trước sinh tử xuất tùy nghiên cứu, nó có thể thay đổi từ 33% tới 100% là chết nha. Bởi vậy cho nên là phải chẩn đoán trước sinh, đơn giản có câu vậy thôi, rất nguy hiểm và phải được chẩn đoán trước sinh. Thì mạch máu tim đạo nó sẽ chia ra là hai loại. Một cái loại thứ nhất đó là mạch máu tim đạo mà liên quan tới bất thường cái chỗ bám của cái chỗ cắm của dây rốn, chỗ cắm của dây rốn. Và một cái loại thứ hai đó là mạch máu tim đạo liên quan tới bất thường bám nhau hoặc là vị trí bám của nhau. Vậy thì ở đây là tiếp một tiếp hai. Với cái hình này vẽ coi chơi có đoán được tiếp mấy không? Tiếp một liên quan tới bất thường vị trí cắm của dây rốn, tiếp hai liên quan tới bất thường bánh nhau hoặc là vị trí bám của bánh nhau. Này bánh nhau có vấn đề gì không các bạn? Không đúng không? Cái này là bất thường với dây rốn. À, tiếp một cái này bánh nhau chính là có cục nhau nhỏ nhỏ đây, bánh nhau phủ và bất thường thì đơn giản đúng không? À, tiếp hai rồi. Do đó từ hai cái tiếp đó đó mình có thể suy diễn từ nguy cơ. Các bạn đó, các bạn nên học theo một cái nguồn mà mình có nắm từ cái bệnh học và nguy cơ thì mình dễ nhớ hơn là các bạn học một lòng ha. Từ tiếp một tiếp hai thì mình có thể diễn giải được những cái nguy cơ, ví dụ như chỗ cắm của dây rốn thì nó liên quan tới gì, dây rốn bám màng. Hồi mình sẽ học dây rốn bám màng xong. À, vị trí nhau bất thường, vị trí nhau bất thường liên quan tới nhau tiền tạo đúng không? Bất thường vì hình dạng bánh nhau nó sẽ liên quan tới bánh nhau phụ, bánh nhau thai thùy. Và cái nữa là gì? Cuối cùng là đau thai. Đó. Dây rốn bám màng. Khi nào gọi là dây rốn bám màng? Mình thấy đây là các kiểu cắm của dây rốn. Kiểu cắm của dây rốn. Thường á, dây rốn nó sẽ cắm vào trung tâm của bánh nhau. À. Còn khi mà nó nằm lệch qua khỏi trung tâm, nó là chia với nhau làm hai nửa, nó lệch qua bên phải, lệch qua bên trái chút xíu thì gọi là dây rốn lệch tâm. À, dây rốn lệch tâm. Hai cái kiểu này đều là bình thường đó, không có gì hết. Cái nữa là nếu nó cắm cách mép của bánh nhau dưới 2 cm, cái con số 2 này xài nhiều lắm, dưới 2 cm gọi là dây rốn bám mép. Dây rốn bám mép. Còn kiểu cuối cùng đó là nó không cắm vào bánh nhau, nó không cắm vào bánh nhau, cắm đầu gần bánh nhau, cắm vào mình thấy nó cắm vào màng ối, đây là chỗ này, ha. Rồi sau đó nó sẽ cho những cái mạch máu đi dọc dưới bề mặt của màng ối, chui vào bánh nhau, thì đây là dây rốn bám màng. Cái tên này nó bám màng, cắm vô màng ối mà, kêu là bám màng thôi. Dễ thuộc không? Bài này không có gì già, không thuộc được hết trơn á. Tên của nó là giống như định nghĩa của nó vậy đó. Rồi đây là kiểu cắm bình thường với dây rốn vào bánh nhau nè, ha, dùng siêu âm 2D, siêu âm đắp lên, kiểu cắm bình thường. Hồi nãy mới nói dây rốn bám mép là khi cái khoảng cách từ cái chân rốn tới mép nhau nhỏ hơn bằng 2 cm. Vậy thì ở cái nghiên cứu này, mặc dù là người ta thấy đó, khi mà dây rốn bám mép thì nó chỉ tăng nhẹ những cái nguy cơ như là nhau bông non, nhau tiền tạo, và người ta không có ghi nhận chết vô sinh ở cái nghiên cứu này. Và trở lại bài của mình thì mình thấy đó, nó sẽ có tăng nguy cơ mà máu tiền tạo khi nó bám mép chỗ nào, mép trên mép dưới, mà bám ở mép dưới đúng không? Ở phía dưới thì nó mới tăng nguy cơ mạch máu tiền đạo, còn khi nó bám phía trên thì đâu có liên quan gì tới cái cổ tử cung đâu, thì cái ca đó nguy cơ nó sẽ thấp. Cho nên là khi mà mình nói bám phép đặt bám phép, mình phải ghi nhận bám phép nào. Nếu mà phép dưới lâm sàng, người ta cũng sẽ có một cái nhận thức là ca này có nguy hiểm, có thể đi kèm mạch máu tiền đạo. Hoặc là đối với những cái người làm sau mình á, nhất là ở tâm cấp 13, người ta
có một cái động tác là người ta đi tìm mạch máu tiền đạo, có những mạch máu tiền đạo các bạn nhìn siêu âm 2D bạn thấy, bạn bỏ đất lên màu vô mới thấy, nhưng mà quét qua cổ tử cung dùng đất lên màu mới bắt được cái hình ảnh đó. Còn nếu mà mình quẹt quẹt các siêu âm 2D có khi bỏ sót. Trong cái nghiên cứu này người ta không ghi nhận một cái tử cung nào nguyên sinh, nhưng mà ở nước mình ở cái trung tâm lớn luôn, trong nửa năm vừa rồi có ca chết vì dị ứng bấm huyết, và bởi vì là dị ứng có cái dưới ha mà có tiền đạo vỡ trong lúc chuyển dạ. Dị ứng này cho dị ứng gì vì sao đó, vì sao mấy gì đây là lợi tâm ha, đây là lợi tâm. Còn cái này, cái này mới là 3 mét, à, bằng 7 mét này á, 3 mét này á, có nguy hiểm gì không? Mình thấy này mấy thằng ép trên á, nha, ép trên, thì mình chỉ ghi nhận thôi, thật ra ý nghĩa của nó cũng không có gì lớn. Rồi, dây rốn bắn màng, khi nào mà mình nhận thấy được dây rốn bắn màng? Trước tiên là mình phải kiểm soát toàn bộ cái bệnh nhân không thấy cái trọng lượng cái dây rốn, đúng không các bạn? Dây rốn mà ai mà làm siêu âm thai là biết nó có lãng mạn chạy vòng làm sao biết nó bắn được đâu, cho nên là một mình ta phải coi cái bánh nhau, ta không thấy chỗ nào cấm cái dây rốn, sau đó kéo đầu giò quanh cái bánh nhau để thấy là nó cấm vào cái chỗ cần đó ha. Và vì cái đặc trưng của nó là cấm vô mạch máu rồi nó sẽ cho những nhánh mạch máu đi vô bánh nhau, cái đặc trưng của cái nhánh mạch máu đó là thấy cái gì song song với cơ tử cung, song song với cơ tử cung, có nghĩa là khi mà bạn bắt được cái chỗ bạn nghi nó cấm vô mà nổi, mình phải bỏ đất lên màu vô để mình kiếm những cái mạch máu nhỏ để lặng hoàng song song với lại cơ tử cung để mình chui vào cái bánh nhau, rồi mình có chẩn đoán là dây rốn bắn màng. Thì dây rốn bắn màng này nó cũng giống như là cái dây rốn bắn tét hồi nãy, nếu mà nó bắn màng ở từ trên nó có tăng nguy cơ về mạch máu tiền đạo không? Đó không? Nó đi qua đổ trong một cái cung đông mà tăng nguy cơ, đúng không? Thì nó sẽ liên quan tới những cái biến chứng khác của dây rốn bắn màng, ví dụ như là thai chậm tăng trưởng chẳng hạn, nhưng mà nó không tăng nguy cơ về mạch máu tiền đạo, nhưng mà nó bám mép, nó bám màng ở vị trí ngắt dưới, ha, ngắt dưới thì cái ca đó nó sẽ tăng nguy cơ mạch máu tiền đạo. Thì khi mà tăng nguy cơ mạch máu tiền đạo rồi, nếu mình có ấn tượng về cái ca này có khả năng có nguy cơ mạch máu tiền đạo, các bạn thấy người ta làm cái gì? Có thể người ta cần phải kết hợp với đầu dò ngã âm đạo và người ta bỏ lớp cơ hoàng vô tại cái vị trí cổ tử cung để kiếm những cái mạch máu đó. Ha. Còn bất thường về chỗ cấm của dây rốn qua cái bất thường về bánh nhau, bất thường về bánh nhau á, chuyện vị trí bám đó rồi. Bây giờ bất thường về hình dạng bánh nhau thì nó có hai cái liên quan tới mạch máu tiền đạo, đó là bánh nhau hai thùy và bánh nhau phụ. Thì khi nào mình gọi là bánh nhau hai thùy, có cái hình là một thùy hai thùy, thì khi nào giờ mình gọi cái này bánh nhau thọ phụ hay là bánh nhau hai thùy? Thế nào, nếu mà bánh nhau hai thùy dây rốn nó sẽ cắm vào một cái màng, cắm vào cái màng nằm giữa hai cái phần nhau, trong khi nếu là bánh nhau phụ, ví dụ thằng này phụ thằng này dính, thì dây rốn nó sẽ cắm vào cái phần dính, à, đó là cách phân biệt giữa bánh nhau phụ và bánh nhau hai phần. Rồi và bánh nhau hai phần này nó sẽ tăng nguy cơ mạch máu tiền đạo, nếu như là cái màng mà nằm chính giữa cái gì, cái màng nằm, cái dây rốn nó cắm vào cái màng giữa hai cái phần nhau mà cái màng đó nó nằm băng qua lỗ trong cổ tử cung, ha, băng qua lỗ trong cổ tử cung, mình thấy á, người ta vẫn có thể dùng, tại vì đôi khi dùng siêu âm hai chiều các bạn thấy có đường vậy nè, có đường vậy nè, mà có động mà máu tiền đạo luôn, sao dám động? Phải bỏ nó lên màu vô, ha, có hình vậy mới dám động mà máu tiền đạo. Bánh nhau phụ mới nói rồi ha. Cái thùy này là thùy phụ nè, thùy này là thùy chính nè, dây rốn nó sẽ cắm vào cái thùy chính, dây rốn cắm vào thùy chính, trong khi cái thằng bánh nhau hai thùy thì dây rốn nó cắm vào cái màng này nè, cắm vào cái màng này,
thì những cái mạch máu được tạo có khả năng là những cái mạch máu này đi trong cái màng và nó băng qua lỗ trong cổ tử cung. Rồi. Người ta gọi là nếu mà trên
siêu âm á, thì cái khoảng này nó có khoảng hàm kém, có khoảng hàm kém người ta gọi là khoảng khoảng hàm kém sau nhau, có cái lớp này mới là an toàn. Khi mà cái nhau nó xâm lấn hết cái lớp này thì gọi là nhau dính cơ areta. Còn nếu mà nó ăn qua luôn cơ tử cung nhưng mà nó chưa ra khỏi, nó chưa tới thanh mạc hay là chưa ra khỏi tử cung thì là inreta. Còn khi mà nó xâm lấn ra khỏi tử cung thì là bereta. Thì rất là may mắn là trải qua cái thể này, cái thể nặng nhất bereta ít gặp 5%, còn cái thể dính cơ nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng nhất hay là thường gặp nhất năm chiếm tới gần 80% lần. Bây giờ trên siêu âm mình thấy cái gì, trên siêu âm các bạn tìm cái gì để nghi ngờ là nhau càng ăn được. Đây là một cái hình, một cái hình bánh nhau ở vị trí bình thường, chỗ mà mũi tên ta chỉ. Nếu mà mình dùng cái đầu dò mà có tầm số cao một chút á, mình sẽ thấy nhau xong có một cái đường khoảng ăn kém rồi mới tới cơ. Còn bây giờ á, thấy không rõ, thấy không rõ, vậy thì người ta dùng thêm chút đơn màu để như thế nào để người ta biết là cái mạch máu này là không có liên quan gì tới cái chuyện mà nhau càng ăn được. Trong cái khoảng khoảng hàm kém nó vẫn có mạch máu, nó vẫn có mạch máu, và đặc trưng của những cái mạch máu này á, là nó đi song song với cơ tử cung và bánh nhau nha, nó đi song song với hướng của cơ tử cung và bánh nhau. Khi mà mình dùng đúng đơn màu mình thấy cái đám mạch máu như vậy đó là bình thường, chứ không phải là tăng sinh mạch máu trong nhau càng ăn được. Vậy thì nếu có nhau càng ăn được thì mình sẽ thấy cái gì? Cái thứ nhất là mất đi cái khoảng khoảng âm kém sau nhau ha, là mình bỏ đắp lên màu vô mình không thấy cái đám mạch máu sau nhau nữa. Cái nữa nặng hơn là mình sẽ thấy cái gì? Mình thấy cơ tử cung tại cái vị trí này nó mỏng đi, đúng không? Cơ tử cung ở vị trí này mỏng đi, và khi mà nó nhau, nó bị nhau cài đắt được thì cái phản âm của cái bánh nhau này nó sẽ trở nên không có đồng nhất, mà do nó tăng sinh mạch máu hay nó xuất huyết gì đó bên trong trở nên mình thấy cái bánh nhau này nó chỗ dày chỗ đen, chỗ dày chỗ đen, mà cái hình ảnh nó lớn 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 lớn, người ta có thể gọi là hình ảnh bọt lầm. Hay là do tăng sinh mạch máu nhiều thì khi mà mình dùng cái lớp lên màu mình bỏ vô thì mình sẽ thấy có những cái này nó bắt màu, nó bắt màu. Thì cái hình ảnh bọt lầm á, người ta định nghĩa ra đó là cái bản chất của nó là những cái xoang mạch máu tăng sinh nhiều hình dạng bên trong bánh nhau. Rồi cái nữa là mình sẽ coi, tại vì đa phần á, đa phần nó sẽ cài năng lượng vào đâu các bạn, vào với mẫu cũ ha, với mẫu cũ, và thường siêu âm phát hiện tốt những cái nhau cài năng lượng ở mặt trước, đúng không? Ở mặt sau siêu âm thấy nổi không? Không ạ. À, cho dù có cài năng lượng mặt sau và mặt bên, siêu âm sẽ bỏ sót. Đó là vai trò của cộng hưởng từ ha, vai trò cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ sẽ giúp đỡ trong những cái trường hợp nhau cài năng lượng mặt sau và mặt bên. Bây giờ mình nói tới mặt trước thì nó tiếp luôn cái chuyện mặt sau, cái xoang mạch máu đa hình, cơ tử cung mỏng, là người ta sẽ quan tâm tới cái gì nữa? Giao diện giữa tử cung với bàng quang, đúng không? Ở những cái trường hợp tiến triển nó có thể ăn luôn vào cái thành bàng quang bằng cách là một trên siêu âm 2D có thể mình thấy cái mô da nó xâm lấn vào thành bàng quang, hoặc là mình dùng lớp lên màu mình thấy nó có tăng sinh mạch máu trong thành bàng quang. Còn nặng hơn nữa là mình thấy cái gì? Mình thấy cái chồi da nó nhô vào lòng bàng quang luôn ha. Đó là những cái hình với nhau cài đặt đường mà mình có thể thấy trên siêu âm. Nói nhiều cũng vậy, coi một cái hình đi. Hơn bình thường. Rồi. Thấy
sao? Người ta đổi đầu giòn nha anh đạo. Nha, để coi cho rõ. Bàng quang ở phía trước nè. À, đây là thành bàng quang nè. Đây là bánh dâu nè. Bánh dâu này có hình ảnh một gặm không? Lúc quét có thấy hình ảnh một gặm không? Thấy là tốt rồi. Giờ nó không thấy tôi cũng biết sao. Rồi. Sư âm hai chơi nó thấy hình ảnh một gặm ha. Bỏ tới cho màu vô mình thấy gì? Tăng sinh mạch máu, cái đường mạch máu này đi có giống cái mà những cái mạch máu mà phản kém sang nhau không? Không ha. Nó đi theo cái hướng mà suy gần như là nguồn gốc với cơ tử cung. Ở đây mình thấy là ở cái thành bằng quang nó vẫn có tăng sinh mạch máu nha. Vẫn có tăng sinh mạch máu. À, thì khả năng đây là một cái nhau cài năng lượng bơ rời ta. Nhưng mà nó chỉ mới dính cái bề ngoài của thành bằng quang thôi. Nó chưa có tạo thành cái chồi trong lòng bằng quang. Cho nên trường hợp này mình hỏi người ta có tỉ máu không? Chắc chắn không có. Ha. Dạ. Mừng quá chấm dứt. Tóm lại ở cái bài này nhớ thì tôi mấy chữ thôi. Nhau bông non. Ha. Nhau bông non là một cái chẩn đoán lâm sàng. Siêu âm chỉ phát hiện được khoảng 50% trường hợp. Và trong những cái trường hợp đó, kết quả siêu âm bình thường, không có loại trừ nhau bông non. Nha. Chẩn đoán nhau tiền đạo nên dùng siêu âm ngã âm đạo. Và cái chẩn đoán lúc 35 tuần là có giá trị để mà dự đo, để mà quyết định cho cái hình thức xanh. Rồi, mạch máu tiền đạo nó sẽ liên quan tới gyro phấn màng, tới bất thường bánh nhau. Bất thường bánh nhau bao gồm bất thường về hình dạng, bất thường về dỗ bám, bất thường về dỗ bám. Và cái nữa là gì? Những cái trường hợp đa thai có thể tăng cái nguy cơ mạch máu tiền đạo. Và cuối cùng là nhau cài răng lược, nó sẽ tăng nguy cơ, nó sẽ tăng nguy cơ khi có nhau tiền đạo, khi có mổ lấy thai và sinh hoạt với các người cao của mình đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.